tôi giảng 2 buổi, là khoảng 8 tiết, nhưng mà về đây giảng qua Zoom rồi, cho nên cứ so le cái chương ở đây, cho nên trong cái buổi hôm nay tôi cố gắng đi cái chương này được bao nhiêu, còn phần nào nữa thì hôm sau các thầy nào hay cô đó sẽ làm tiếp. Các bạn đã nhìn thấy cái bài giảng tôi đưa xe chưa? Thấy rồi thầy ạ. Thấy rồi ạ. Thưa các bạn, là hôm nay chúng ta học cái chương 5, học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Thì có lẽ lớp A, hình như không nhầm thì hôm nay tôi mới có buổi đầu tiên đúng không? Vâng ạ. Vâng ạ. Thì, ở căn lớp thì tôi muốn nói với các bạn này, trước khi tìm hiểu bất kỳ sự vật hiện tượng gì, thì các bạn nên nhớ là phải biết được khái niệm. Các bạn phải tìm hiểu khái niệm trước. Tôi lấy ví dụ kháng sinh, virus. Bây giờ chúng ta đang COVID-19 này, thì tôi hỏi các bạn đây là virus hay là đây là vi khuẩn? Virus ạ. Virus ạ. Nó là virus, cho nên chúng ta phải, khi nói virus thì chúng ta nghĩ ngay đến nó là cái loại gì và có được dùng kháng sinh hay không, vân vân. Tôi lấy ví dụ thế. Trước khi tìm hiểu thì đầu tiên tôi khuyên các bạn là nên biết nó cái khái niệm một cách tổng quát. Chúng ta vừa đi xong chương 4. Chương 4 là chương gì? Các bạn học rồi. Chương nhận thức luận đúng không? Vâng ạ. Nhận thức luận là cái gì? Các bạn hiểu ngay. Đó là chương lý luận về nhận thức. Tức là chúng ta xem nhận thức là gì này, quá trình nhận thức ấy như thế nào này, mục đích của nhận thức ra sao, trong quá trình nhận thức nó có sai lầm không, và nếu nó sai lầm thì sai lầm ở khâu nào, và cách khắc phục cái nhận thức ấy. Và trong quá trình nhận thức thì chúng ta lại có một loạt các vấn đề. Thế nào là chân lý, thế nào là cụ thể, thế nào là trực quan sinh động, thế nào là cảm tính, thế nào là lý tính. Mà tại sao nhân loại lại phải hướng tới lý tính? Không biết là có một học giả ở Trung Quốc, có ai đọc không, học giả ở Trung Quốc có một cái viết này, tại sao người Trung Hoa ngu đến thế? Tức là Trung Quốc có rất nhiều các công trình nghiên cứu, nhưng người ta lại làm thực tiễn mà lại không bao giờ ghi lại thành cái tài liệu gì cả. Thì đây tôi muốn nói một tí chút. Chúng ta bây giờ sang chương 5, chúng ta đặt câu hỏi, học thuyết hình thái thế sao là cái gì? Các bạn có thể hiểu một cách khái quát như thế này. Cái chương học thuyết hình thái như thế sau thực chất là một học thuyết nói về quá trình vận động và phát triển của xã hội loài người. Đây là nó đang, đây là cái học thuyết nói về cái sự vận động và phát triển của xã hội loài người. Thế thì tôi nói với các bạn, cách đây mấy năm khi tôi giảng cho một lớp ở trong học viện, có người hỏi tôi là thầy ơi, thế nó ra đời hơn 100 năm thì học làm cái gì? Cái mục đích của chúng ta học để làm cái gì? Xin lỗi, mục đích của ông Marx cũng viết cái xây dựng học thuyết để làm gì? Tôi muốn nhấn mạnh các bạn, cái ý tôi phải nói, một là phải nghiên cứu cái gì khái niệm này. Hai, mọi hoạt động của con người bao giờ cũng là những hoạt động có mục đích. Các bạn đi học chuyên một này là có mục đích. Mục đích gì? Nâng cao kiến thức để có tri thức, và đặc biệt là tri thức chuyên ngành. Còn tri thức như chúng ta đã học các môn triết này thì tôi xin nói nhiều ở các lớp rồi, chúng ta đừng bận tâm cái chuyện thi nhiều quá. Các bạn học được rất nhiều kiến thức xã hội đấy các bạn ạ, mà các bạn không biết thôi. Thế chúng ta mới trở lại đi, hoạt động của con người là những hoạt động có mục đích. Mục đích ấy bao giờ cũng hướng tới lợi ích, bao giờ cũng hướng tới lợi ích. Lợi ích ở đây chúng ta phải hiểu này, nó có rất nhiều loại. Lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích nhận thức, vân vân. Thế tôi trở lại nhé, đây là một học thuyết nói về cái sự vận động phát triển xã hội loài người. Mục đích của ông Marx xây dựng học thuyết này là để làm cái gì? Để tìm hiểu tại sao cái xã hội này nó cứ vận động và nó phát triển đi lên. Cái gì, cái nhân tố nào, tác nhân nào thúc đẩy xã hội vận động phát triển? Thế bây giờ chúng ta cũng nói này,
tự nhiên ai tắt cái mic cái cho tôi nhờ. Năm nay dịch dã thế này, quay đi quay lại, trời ơi nó đã hết một năm rồi. Trời ơi, quay đi quay lại chả mấy mà đã già. Thế thì người ta phải nghiên cứu là tại sao cái quá trình ấy nó diễn ra, bỗng dưng lên chồng lên bố lại lên ông vân vân, quá trình nó diễn ra. Cái gì nó là động lực chính thúc đẩy xã hội vận động phát triển? Cái gì nó thúc đẩy con người phát triển? Thì học thuyết này sẽ giải quyết những vấn đề đó. Đây tôi nhắc lại một cách tổng quát. Học thuyết nói về quá trình vận động phát triển của nhân loại, của xã hội loài người. Mục đích nghiên cứu của Marx là tìm ra động lực thúc đẩy sự vận động phát triển đấy. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần mục tiêu. Vì ở cái lớp A này, A là số 1, nhưng mà hôm nay tôi lại là giảng buổi đầu tiên thì cũng muốn nói các bạn, làm bất cứ một việc gì các bạn xác định với tôi mục tiêu. Phải xác định mục tiêu. Tôi nhắc lại, nhà triết học René Descartes có nói một câu người giỏi, có một bộ óc giỏi chưa đủ. Chưa đủ, tức là nếu như các bạn học toán, các bạn biết thì có một câu điều kiện cần là đủ đấy. Mà gần đây thì rất nhiều ý kiến người ta cho rằng thế này, người giỏi chắc chắn phải là, người giàu chắc chắn phải giỏi. Nhưng người giỏi chưa chắc đã giàu. Người giàu thì phải giỏi, đó là mặc định rồi. Các bạn phải hiểu giỏi đi, không nhất thiết tôi nhiều bằng cấp. Giỏi về cái gì chúng ta sẽ có nhiều cách tiếp cận. Nhưng người giỏi mà không giàu thì phải xem lại. Một, anh có giỏi thật không? Hay là anh chỉ nói giỏi thôi, lý thuyết giỏi thôi. Hai, anh không xác định được mục tiêu. Chứ còn cái người giàu nó xác định dứt khoát mục tiêu của cuộc, nó phấn đấu là làm cái gì. Nó theo đuổi mục tiêu bằng tất cả. Còn người giỏi mà không giàu, tức là anh không xác định mục tiêu. Mà người Việt chúng ta có một câu này, đẽo cày giữa đường. Thấy người ta nói cái gì cũng đi theo, mà cuối cùng chả thấy cái gì để thành công vào cái gì. Cuộc đời luôn luôn dang dở như thế. Thì đây tôi muốn nói các bạn, làm bất cứ cái gì phải xác định mục tiêu. Tổng thống Donald Trump và nhiệm kỳ của ông ấy khi ra tranh cử, ông tuyên bố một câu, nước Mỹ là trên hết, mục tiêu là trên hết, mục tiêu của nước Mỹ trên hết. Đây xác định mục tiêu. Mục tiêu rất rõ ràng. Thế các bạn thấy những cái kỳ đại hội đảng toàn quốc gần đây, các bạn thấy rất rõ mục tiêu của nhiệm kỳ 21-25 là cái gì. Không được sao rời mục tiêu. Trong cái chương này tôi sẽ nói nhiều cái nội dung ấy. Cái mục tiêu của cái chương này, một, chúng ta tìm hiểu xem cái phương pháp mà ông Marx ông ấy vận dụng để xây dựng học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Phương pháp, cách thức, biện pháp Marx xây dựng học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Và học thuyết đấy thì xây dựng xong thì nó có ý nghĩa gì không? Các bạn ạ, ý nghĩa thực chất là chúng ta hiểu nó có lợi ích gì không? Nó có giá trị gì về thực tiễn không? Có rất nhiều cách nói một phương pháp xây dựng học thuyết. Và xây dựng học thuyết được rồi thì nó có tác dụng gì? Chúng ta học chúng ta phải biết có tác dụng, có lợi ích chứ. Có thể các bạn mường tượng rằng mình chả xác định rõ lợi ích, mục tiêu, nhưng mà tổ tiên ta làm cái gì cũng phải xác định mục tiêu. Thứ hai, trong quá trình xây dựng học thuyết thì ông Marx hay là triết học Marx bộc lộ quan điểm của ông ấy về các vấn đề gì? Sản xuất này, biện chứng cho lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, biện chứng cho cơ sở hạ tầng và kiến trúc tầng tầng. Cái mục tiêu thứ 4, giá trị khoa học và cách mạng của học thuyết đối với sự phát triển của đất nước. Thứ 5, học thuyết hay lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin, tức là Marx rồi Lenin kế thừa phát triển về cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và vận dụng ở nước ta. Đấy, đây là những cái mục tiêu chúng ta đạt đến. Nhưng ở đây tôi muốn nói trong giới hạn một cái phần học, một bài học,
thì theo quy định chung người ta đưa ra cái mục tiêu có tính chất phổ quát, nó rộng hơn. Còn thực tế thì chúng ta không nhất thiết phải đạt được những tiêu chí đó. Chúng ta gọi như kiểu hình thức để chúng ta đạt được. Đây là mục tiêu nhá. Thưa các bạn, ở cái chương này nó có 3 phần rất rõ. 1. Phương pháp tiếp cận. 2. Nội dung. Cái thứ 3 là giá trị học thuyết. Bây giờ chúng ta đi vào phần 1. Nội dung. Phương pháp tiếp cận. Duy vật và duy tâm về xã hội. Thưa các bạn, gần đây thì người ta nói cái dùng cái cụm từ này rất nhiều. Phương pháp tiếp cận. Hay chúng ta gọi là cách nhìn. Hay cũng gọi là góc nhìn. Ở đây các bạn thấy nó có một cái luồng ý kiến thế này này. Xung đột thế hệ. Tôi lấy ví dụ như các bạn có thể xung đột với bố mẹ các bạn về quan điểm về vấn đề này vấn đề kia, mà con nhà tôi với tôi cũng thế thôi, nó là bình thường. Chúng ta nói cái từ xung đột thì đây là biểu hiện thôi, nhưng thực ra tức là nó khác nhau về cách nhìn, cách tiếp cận. Mà nhà triết học Cantor người Đức có nói một câu: cái đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình. Cái đẹp ở đây người ta muốn biểu hiện cụ thể về mặt thẩm mỹ. Nhưng toàn bộ trong cuộc sống thì thế hệ nó khác nhau, nó sẽ có cách tiếp cận khác nhau, cách nhìn khác nhau. Theo ngôn ngữ người Việt chúng ta cũng có thể cách nói là nghe hai tai chứ đừng nghe một tai. Đấy cũng là cách tiếp cận. Nên chúng ta nhìn thấy xã hội thế này, nhân loại, tức là xã hội loài người đã và đang trong quá trình chuyển biến từ cái xã hội này sang xã hội kia, tức là từ chế độ nọ sang xã hội kia. Đó là quá trình lịch sử tự nhiên. Đó là quá trình lịch sử tự nhiên. Tự nhiên là thế nào? Và nguyên nhân của nó ra sao? Cái thứ hai tôi muốn đề cập đến đây. Từ cái quá trình nghiên cứu ấy, ông Lenin ông viết như thế này: chúng ta chỉ có thể nhận thức được sự biến đổi đó qua học thuyết hình thái kinh tế sau. Mà nghĩa là chúng ta muốn nghiên cứu cái sự vận động và phát triển xã hội thì phải dựa vào học thuyết hình thái kinh tế sau của Marx để nghiên cứu xem nó vận động phát triển ra sao. Và sau này Lenin đã kế thừa cái học thuyết đấy. Cái thứ ba ở đây chỉ ra mục tiêu triết học của Marx. Triết học Marx không chỉ nhận thức sự vận động và phát triển của các chế độ xã hội, mà quan trọng nhất ở chỗ này tìm ra nguyên nhân để tác động đến quá trình biến đổi ấy. Tìm ra nguyên nhân để tác động đến quá trình biến đổi ấy có nghĩa là thế này: một, cho quá trình biến đổi nó diễn ra nhanh hơn, hoặc cho nó chậm hơn. Đấy, các bạn thấy không? Ví dụ nuôi một con lợn làm sao cho nó tăng trưởng nhanh, nuôi con người làm sao cho nó phát triển tốt, thì chúng ta tìm cách tác động hoặc làm thế nào để cho cái gì nó bớt béo đi, chúng ta có cách tác động, vân vân. Thì đây có thể nói một cách rất chung như vậy. Và theo quan điểm của triết học Marx, động lực của quá trình chuyển biến từ xã hội này sang xã hội kia, động lực nhé, chuyển biến từ xã hội này sang xã hội kia, chính là sự phát triển của lực lượng sản xuất, là kinh tế tri thức. Nếu như ở cái ý đầu tiên ông nói là nó là yếu tố tự thân, yếu tố bên trong, thì đến đây ông khẳng định nó là sự phát triển của lực lượng sản xuất. Từ nguyên thủy sang đô lại thì các bạn động lực lực lượng sản xuất là cái gì? Từ công cụ bằng gì, đồ đá sang công cụ bằng kim loại, vân 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 vân. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta đi có tính chất đi khám phá, khai phá. Thế thì bây giờ thưa các bạn, khi bắt tay vào xây dựng học thuyết hình thái kinh tế sau thì bắt đầu nghiên cứu từ đâu? Thưa các bạn, điểm khởi đầu, người Việt chúng ta có nói một câu: vạn sự khởi đầu nan. Cái gì ban đầu cũng rất quan trọng. Cái buổi ban đầu lưu đến đấy mà ngàn năm không dễ mấy ai quên. Này, sau này chúng ta đề cập đến phần chi nhận thức cảm tính. Bây giờ xây dựng học thuyết về sự phát triển của xã hội đã, thì ông Marx căn cứ vào đâu?
các bạn muốn làm cái gì, là muốn có kế hoạch gì, các bạn phải có căn cứ. Ví dụ bây giờ thu nhập 10 triệu nhưng mà thu nhập chúng ta 40 triệu, 50 triệu thì chúng ta lên được cái kế hoạch 2, 3 năm sau ta mua cái ô tô. Đấy là rất bình thường. Nó phải có căn cứ. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta mới trở lại cái căn cứ thứ nhất để Marx bắt tay vào nghiên cứu đời sống sau. Một, nghiên cứu sau loài người bắt đầu từ hiện tượng giao tiếp. Hiện tượng giao tiếp là hiện tượng quan hệ giữa người với người, chứ không phải là quan hệ giao tiếp theo kiểu tôi hỏi bạn Thu Lan chẩn đoán hình ảnh hôm nay bạn có đi học không, tôi hỏi Nguyễn Phương Dung hôm nay có đi học không, ví dụ thế. Đấy, không, nó không phải dừng lại ở đấy. Nghiên cứu sau loài người bắt đầu từ hiện tượng giao tiếp, tức là quan hệ giữa người với người. Từ cái quan hệ giao tiếp này, Marx chỉ ra quan hệ vật chất cốt lõi của giao tiếp, tức là quan hệ sản xuất. Trong đó, tư liệu sản xuất đóng vai trò cốt lõi. Có nghĩa là thế này, quan hệ giữa người với người thực chất là quan hệ giữa vật với vật. Và ông Marx nói chi phối chính là tư liệu xuất. Tư liệu xuất là cái gì? Tôi đang trao đổi với bạn Dung, tôi đang trao đổi với cô Lan. Thế thì cô Lan cũng cầm trên tay cái máy điện thoại, thì tôi bảo tôi nhờ cô gọi khoảng 3 phút. Thế cô Lan bảo không được, em chỉ cho 1 phút thôi. Như vậy đây là quan hệ giữa người sở hữu tư liệu xuất và người người thuê mượn cái tư liệu xuất đấy. Thưa các bạn, khi nói quan hệ sản xuất nó gồm 3 mặt. Một, sở hữu. Hai là quản lý. Ba là phân phối. Sở hữu là tư liệu sản xuất thuộc về ai? Cái điện thoại này thuộc về cô Lan hay thuộc về cô Dung hay thuộc về anh Đoàn, anh Trung? Thế còn quản lý là do ai quản lý? Tôi có thể thuê người khác quản lý. Và cuối cùng là gì? Quan hệ phân phối. Các bạn thấy những lái xe trên đường thì hầu hết là không phải ông chủ bỏ tiền ra ông mua xe để ông lái, mà là gì? Mà có một ông bỏ tiền ông mua ô tô bỏ thuê các bạn lái. Thì cái ông chủ sở hữu, ông quyết định lương. Cái lương này nó dựa vào rất là nhiều thứ. Thế thì cái người lái xe thuê là bị chi phối bởi bởi tư liệu xuất. Thưa các bạn, trong ba quan hệ này, người sở hữu tư liệu xuất, tức là cô Dung, cô Lan, anh Trung, anh A, anh B, ở đây chúng ta có cái máy cho tôi mượn biết thế. Thì người sở hữu tư liệu sản xuất sẽ giữ vai trò thống trị. Còn người sử dụng tư liệu xuất, người làm thuê vị trị. Ở đây cũng đóng mở ngoặc luôn, các bạn nhớ cho tôi. Không được hiểu vị trị với thống trị trong nghĩa cai trị. À, tôi xin lỗi rất nhiều bạn tắt cam đi, các bạn phải mở cam đây nhé. Thế tôi hỏi luôn một người thế này này. Nếu như các bạn tư duy một cái logic thông thường, các bạn bảo là bị trị, thống trị và bị trị. Thế thống trị là cái gì? Thế tôi hỏi Đỗ cái gì? Đỗ Thiên Tiên này, cô Loan này. Thế tôi hỏi các bạn đây, thống trị với cai trị có giống nhau, thế quản lý có giống nhau nào? Các bạn trả lời tôi xem nào. Kiếp khẩu trang ăn son hơi nhiều đấy. Đó, tắt mic đi. Lý vẫn đi làm. Cô Loan tắt mic đi. Nguyễn Trường thứ 6. Tôi đang hỏi các bạn này, thế cai trị với thống trị quản lý có bảo mới không? Vẫn chưa có, chưa nhiều lắm không? Ông Nguyễn Thị Loan tắt mic đi nào. Mà tao cũng rồi, chưa có một ông bố tắt mic đi. Chị Linh có một cái đơn bay sang đây nhỉ? Đây là này, em không biết nữa, chắc lấy đơn để thầy bị biết rồi. Gì nhỉ? Nhung từ tuần sau chị Hà nghỉ. Chị Linh cho nó một tân minh ạ.
Bạn nào ở bên nhóm ông Biếu thì nhắc bạn ấy đi, gọi điện riêng đi. Em xin lỗi thầy ạ. Cắt mic đi. Tôi đang muốn hướng các bạn tới cái chỗ này thế này. Cái cai trị, cái quản lý nó có giống nhau không? Nào, tôi hỏi các bạn, chúng ta tương tác một chút nào. Nó có giống nhau không? Em thưa thầy ạ. Dạ. Vâng, theo em nghĩ thì cai trị với lại quản lý thì nó cũng có mặt giống nhau nhưng có mặt khác nhau ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Vâng. Tôi hiểu thế này là về cơ bản là nó là giống nhau. Nhưng mà cái cách hiểu hay gọi là cách tiếp cận của chúng ta khác. Tôi lấy ví dụ nha. Có bao giờ các bạn thấy nói một câu này: trời ơi, cô giáo cấp 1, cấp 2 nó như đàn ông quá tổ. Mà cô chị được. Thế chị ở đây là cái gì tôi hỏi các bạn? Nha. Chị đây là cái chị gì? Thực chất nó cũng là quản lý, có cái gì đâu. Rồi thậm chí mấy chục năm sau gặp nhau, bạn bè gặp nhau bảo: ôi, hồi học phổ thông thế chồng mày làm gì, hay vợ cậu làm gì, ở nó là thế nào, trời ơi, ngày xưa học sinh cá biệt, thế mà cậu chị đúng không? Thế chị đây là gì? Thực chất các bạn hiểu là đây là quản lý. Tôi đưa các bạn ngược dòng lịch sử một chút. Toàn bộ lý thuyết Nho giáo được gói gọn trong 9 chữ. Chúng ta lại bắt đầu từ cái khái niệm ở trên tôi vừa nói các bạn. Nho giáo này cái gì? Tôi nhắc lại các bạn nhé, không bận tâm nhiều cái chữ khi đâu. Các bạn học được rất nhiều kiến thức sau. Nho giáo là cái gì? Nho giáo là một học thuyết chính trị gạch ngang đạo đức của giai cấp phong kiến. Mục đích của Nho giáo là gì? Nó quản lý xã hội sao cho có hiệu quả thôi. Toàn bộ lý thuyết Nho giáo được gói gọn trong có 9 chữ. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu chúng ta cô đọng nó lại, nó có 2 chữ. Đó là một học thuyết cai trị. Cái cai trị các bạn không được hiểu nó là xấu. Từ xưa đến nay cái hệ thống giáo dục chúng ta là nhuốm màu sắc chủ quan, cứ nói cai trị là xấu, cứ nói tư bản là thối nát, là xấu xa, cứ nói chủ nghĩa xã hội là tươi đẹp. Tiếp cận đơn tuyến, tiếp cận đơn chiều, chỉ tiếp cận một mặt. Giống như các bạn có gia đình rồi, về bảo trên dĩ tai với chồng: hôm nay mẹ anh ở nhà mẹ anh đàn áp em thế nọ thế kia. Thế xong mẹ lại bảo hôm nay vợ mày nó cãi tao, nó nói tao thế này. Vậy chúng ta phải tiếp cận nhiều chiều hay hỏi nghe hai tai. Tôi xin nhắc là Nho giáo tự chung lại nó là học thuyết cai trị. Nó là một học thuyết cả quản lý. Thế thì người Việt Nam có dùng đến không? Có cần không? Thưa bạn, quá cần chứ. Khi Nho giáo vào Việt Nam, người Việt, cái giai đoạn đầu người Việt không quan tâm đến Nho giáo. Tại sao? Vì nó theo vua ngựa bạn xâm lược vào Việt Nam, đúng không? Nhưng khi nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập tự chủ rồi thì các bạn thấy cái gì? Chính nhà nước Việt Nam lại tiếp thu Nho giáo như một công cụ để quản lý đất nước. Văn Miếu lập ra, các bạn thấy không? Đây, cai trị đây. Tôi trả lại nhé. Người chủ sở hữu tư liệu sắp sẽ chi phối, sẽ thống trị. Chi phối, thống trị và mâu thuẫn với người thuê. Thưa các bạn, mâu thuẫn này tất yếu dẫn đến chúng tôi thường gọi là 3B. Mâu thuẫn cho người có tư liệu rất này, tức là các bạn đang có cái máy điện thoại này, cái máy tính này vào một người thuê này. Các bạn đang có nhà, đang có cái phòng này cho nhân viên y tế thuê là phòng khám. Mâu thuẫn giữa người có tư liệu rất và người sử dụng tư liệu rất, tất yếu nó dẫn đến 3B, tức là bất bình, bạo loạn này, nó phải dẫn đến biểu tình. Nhưng mà khi có mâu thuẫn thì thưa các bạn, phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Giải quyết bằng cách nào? Các bạn nhớ này, muốn giải quyết cái gì cũng phải thông qua thực tiễn. Thưa các bạn này nhá, giải quyết bằng cách nào? Từ cái thực tiễn đó, tôi nhắc lại, mắc ý tưởng. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại các bạn, tại sao bây giờ sau đại học, học nó khác như ngày xưa, và chúng tôi nói với các bạn những điều nó rất khác ở chỗ này. Ngày xưa cứ nói theo sách, còn bây giờ chúng ta phải thông qua thực tiễn chúng ta giải quyết. Từ cái thực tiễn mâu thuẫn giữa người sở hữu tư liệu xuất và người sử dụng tư liệu nước, Mark có ý tưởng. Tôi hỏi một bạn trong này tí.
Tôi hỏi cô Hiền tí. Cô Hiền có nghe thầy hỏi không? Dạ em có ạ. Thế Mark nói là Mark có ý tưởng hay là các bạn có ý tưởng thì có phải là hiện thực không? Em thưa thầy, theo em nghĩ ý tưởng thì nó cũng dựa vào từ thực tế thì cũng có thể là hiện thực ạ. Thì bây giờ tôi hỏi thế này nhé, tôi nói thật này. Cách đây được 10 năm con thì tôi cái cậu bé nó quả này. Bố ơi bố, con có ý tưởng chiều nay cả nhà mình lên Hồ Tây ăn, đi ăn bữa đi. Thì từ cái ý tưởng đấy xong nó triển khai thì nó thành thực 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 tiễn ạ. Thì nó là thực tế ạ. Rồi tôi muốn nói các bạn. Cái cụm từ ý tưởng rất hay. Con người khác, con ong, con kiến ở cái chỗ này. Trước khi các bạn làm bất cứ việc gì, các bạn hình thành trong đầu kế hoạch, tức là ý tưởng. Các bạn nhớ, trước khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta hình thành ý tưởng. Nhưng mà thực ra cái câu này mới xuất hiện gần đây thôi, trước đây chúng ta không có đâu. Con người khác, con ong, cái kiến ở chỗ trước khi con người làm việc gì đó chúng ta có ý tưởng. Các bạn có ý tưởng này nhá, ngày mai các bạn sẽ tôi nói rằng nói chuyện vui thôi, ở Hà Nội thôi, ngày mai chiều mai là thứ năm hay thứ sáu chúng ta phải gặp thầy Diện cái chuyện một chút vui một chút. Vậy có ý tưởng thì chúng ta phải ý tưởng này, phải thăm dò xem thầy có giờ không, nhà thầy ở chỗ nào, gần chỗ nào, ví dụ thế. Chúng ta có ý tưởng dần dần chúng ta phải có kế hoạch chứ. Thế thì ở đây từ thực tiễn này, ông Mark cũng có ý tưởng xây dựng một xã hội trong đó tư liệu sản xuất là của chung, tức là cái gì, cái mà vật phẩm mà chúng ta đang dùng, cái tư liệu sản xuất là của chung, nghĩa là không có người sở hữu và người thuê sở hữu, người thuê tư liệu sản xuất đấy, mà ngôn ngữ hiện đại là 2 trong 1, nó hay quảng cáo dầu với đâu đấy, rồi 2 trong 1, rồi 3 trong 1. Nhưng thưa các bạn, làm thế nào thì Mark chưa đặt ra. Đấy, bây giờ các bạn có ý tưởng cuối tuần này phục thù kiểu gì cũng gặp được thầy Diện để trò chuyện vui chơi cuối tuần vui giải trí đi. Nhưng mà làm thế nào thì chưa biết. Bởi vì chưa biết ở chỗ này. Một, chúng ta không có số điện thoại của thầy Diện, tôi lấy ví dụ đấy. Thứ hai là thầy rất khó tính, cái thứ ba là ví dụ vân vân vân. Thì chúng ta làm nào chưa biết. Từ ý tưởng ấy, thưa các bạn, ông Mark dự đoán dự báo, cái này nó rất hay các bạn. Dự đoán dự báo bây giờ nó rất khác ngày xưa. Ngày xưa chúng ta biết, có thể các bạn không biết, nhưng tôi Hà Nội biết, Hà Nội báo nắng thì mưa, nếu mà báo bão là chưa có gì, tức là đoán toàn sai. Nhưng hiện nay khoa học phát triển, cái dự đoán nó rất chính xác, nó chính xác giống như trong y học các bạn chẩn đoán đấy. Ngày xưa một cái hội đồng người ta hội chẩn rất chuẩn xác, đúng không? Bởi vì cái khả năng của người ta lúc đó nó khác. Nhưng bây giờ thì một bác sĩ, tôi có nói bạn có thể không giỏi, nhưng chúng ta có sự hỗ trợ của rất nhiều lĩnh vực cận lâm sàng, lấy ví dụ chẩn đoán hình ảnh các bạn đấy, nó cung cấp rất nhiều thứ thì chúng ta chẩn đoán nó chính xác hơn, thưa các bạn. Đấy, dựa trên cái ý tưởng ông Mark dự đoán này, khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao, tôi cắt nghĩa luôn, thế nào gọi là cao, chả biết. Giống như người Việt Nam nói là chúc sinh chú đứng đầu đình, mà em sinh em đứng một mình sinh. Thế bây giờ cô Hiền mà em sinh nhất nhà, nhưng Hiền sinh so với ai? Nó phải có đối tượng so sánh chứ. Em sinh em đứng một mình cũng sinh. Thế tự nhiên đứng trong nhà đóng cửa so gương, trời ơi sao mình sinh thế nhỉ? Mình cao thế nhỉ? Cao hay thấp phải có đối tượng so sánh. Thế bây giờ mình cao hơn so với con mình thấp hơn so với người khác, tôi lấy ví dụ, tức là phải có đối tượng so sánh. Thưa các bạn, ông bảo khi sản xuất phát triển trình độ cao thì hai người, tức là hai ông có tư liệu sản xuất và ông thuê tư liệu sản xuất, nhập thành một, nghĩa là tư liệu sản xuất là của chung. Và ông Mark mới nói là chúng ta cần phải xây dựng một cái xã hội trong đó quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển lực sản xuất. Thưa các bạn, đây là ý tưởng và đây là dự đoán, nó không có thực, nó trên cơ sở ấy thôi. Chúng ta sau này các đảng cộng sản cứ nghĩ này,
ý tưởng với dự đoán của Marx là khuôn vàng thước ngọc. Thưa các bạn, lỗi của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại mắc bệnh này. Mất mùa thì đổ tại thiên tai, mà thành công thì bảo thiên tài của ta, cứ thất bại đổ cho khách quan, cứ thành công thì bảo chúng ta. Hôm nay nấu được cơm sống đổ cho bảo do hôm nay thời tiết. Vô lý. Trong cái đó chúng ta học, chúng ta dạy con người là chủ thể, con người là chúa tể. Thưa các bạn, đấy là cách tiếp cận thứ nhất nhá. Thứ hai, ông Marx nghiên cứu đời sống văn hóa tinh thần xã hội. Văn hóa tinh thần nó nhiều lắm các bạn ạ. Người thích nghe nhạc, người thích xem bóng đá, người thích xem phim, trẻ em nó thích xem hoạt hình, xem YouTube. Nghiên cứu đời sống văn hóa tinh thần, đời sống chính trị của xã hội, Marx đã hình dung ra xã hội loài người là một chỉnh thể thống nhất. Từ đây tư duy xã hội về là một hệ thống, một hình thái kinh tế xã hội đã bắt đầu hình thành. Thế các bạn, cho nên tôi nói các bạn, như chúng tôi chuẩn bị có một hội thảo có 40 bài viết mà chủ nhiệm thầy Dũng bảo tất cả phải gửi về để thầy Diện thẩm định, thầy Diện phản biện. Thì các bạn thấy tư duy về cái quá trình thì nó vô cùng nó mệt. Đây tôi trở lại nha. Từ cái quá trình này ông nghiên cứu thì tư duy sau ở đây hình này. Cái thứ ba, được các bạn, ở đây như vậy nghiên cứu quá trình vận động biến đổi xã hội loài người, Marx tìm ra quy luật vận động, sự vận động ấy. Và đến đây thì ông Marx nói một câu, tôi coi sự phát triển của xã hội loài người hay là nói đúng mất đầy đủ nè, tôi coi sự vận động phát triển của các hình thế như thế sau là quá trình lịch sử tự nhiên, tự nó, tự thân. Đấy các bạn ấy. Giống như các bạn tự nhiên lớn lên một lúc nào đó thì các bạn thích cô bạn trai, các bạn thích cô bạn gái, đến quá trình tự thân chứ. Làm sao bắt nó được? Bảo rằng tại sao mà đến cái tuổi này mày không có người yêu? Không bắt được nó đâu. Cái cách tiếp cận thứ ba của Marx, nghiên cứu về quan hệ sở hữu. Quan hệ sở hữu tức là thuộc ai ấy. Và quan hệ sử dụng. Tư liệu rất. Marx bắt đầu hình dung ra quan niệm về đời sống tinh thần. Ở đây nó hơi trừu tượng một chút các bạn, cái này nhé. Các bạn bây giờ có cái xe máy, và một cái bạn nào đó ở gần thì không có xe máy, nhưng mà thỉnh thoảng đi đâu đi chợ 5-7 cây là cứ phải sang mượn. Thì ngay lập tức các bạn có ý thức này, thôi mình mượn nó nhiều quá, mình có một cái gì để mình cảm ơn nó, hay nó nói mình quá thì mình cũng vui vẻ đi. Thì đây là quan niệm về đời sống tinh thần nó hình thành. Và ở đây Marx hình dung ra một phạm trù kiến trúc thượng tầng. Nói phạm trù thực chất là hình dung ra khái niệm, quan niệm về kiến trúc thượng tầng. Thưa các bạn, trong tất cả những cái cách tiếp cận, ba cái cách tiếp cận trên và những cái vấn đề mà Marx trình bày tôi nói qua, thì ông Marx ông ấy coi quan hệ vật chất giữa người với người là quan hệ đầu tiên, quan hệ cơ bản quyết định tất cả những quan hệ xã hội khác. Chúng ta đã giải quyết xong cái ý thứ nhất về cách tiếp cận vấn đề Marx. Bây giờ tôi đưa cái này ra đây thì tôi nói từ đầu các bạn hiểu rồi, đây là cái gì? Hồ Thị Thu Trâm ra nè, Trâm thử hỏi đây, thầy đưa cái tranh này là cái biểu hiện để nói cái gì? Em thưa thầy, đây là ở dưới góc nhìn của mỗi người thì có một cái nhận định về sự việc khác nhau. Đúng rồi, tôi đang nói này, có rất nhiều cách nói. Đây là góc tiếp cận, góc nhìn, cách nhìn. Tôi nhìn nó là con số 6. Cái nào mà tôi nhìn nó là con số 9. Cái cô Hoa Hậu Hờn Em nằm trong cái top 5, top 6 của thế giới, nhưng mà vẫn có một số nói là cô xấu thế. Đây là góc tiếp cận, cách nhìn mà lúc đầu tôi nói đi nói lại rồi. Cái đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình. Thì ở đây tôi muốn nói là góc nhìn, cách tiếp cận vấn đề. Chúng ta tiếp cận sự vật hiện tượng phải tiếp cận đa chiều. Đây. Ở trên chúng ta vừa có một cái bức tranh nói về cách tiếp cận thuần túy thôi nhé, tính chất phổ quát.
Ở đây tôi đưa cho các bạn một cách nhìn gọi cách tiếp cận lịch sử. Lịch sử là thế nào? Hôm qua là anh Lê Hùng Ninh, anh nhìn thấy cái một cái cô ích gì đó, trời ơi sao đẹp thế, cô này xinh thế. Nhưng mà 5-6 năm sau, vài năm sau, cô anh ấy nhìn sao cô này bây giờ lại đẹp hơn hoặc là không đẹp như ngày xưa nữa. Tức là phương pháp tiếp cận lịch sử. Cô Nguyễn Thị A năm 2020 hoa hậu, nhưng 2021 ôi thi cô không chắc Ấn Độ. Đây người ta gọi là phương pháp tiếp cận lịch sử. Hoặc là chúng ta nói này, cái luận điểm này đúng ở thời điểm này, chính sách này đúng ở thời điểm này. Các bạn làm nghề y các bạn biết rồi, phác đồ điều trị nó chỉ đúng ở giai đoạn này, chứ chắc là giai đoạn sau nó đúng được. Cho nên giữa gì, giữa bệnh viện trung ương và tuyến dưới nó có một cái khoảng cách này này. Phác đồ điều trị này cũ lắm rồi mà tại sao canh vẫn dùng? Tức là cái phác đồ nó đúng ở thời kỳ lịch sử ấy thôi, thời kỳ này nó thay đổi rồi, thì đây gọi là phương pháp tiếp cận lịch sử. Tôi lấy ví dụ sau thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga, ông Lenin có viết chủ nghĩa xã hội là, nhưng mà thôi chúng ta cứ dùng cái dấu bằng để cho nó dễ hiểu, bằng chính quyền Xô Viết tức là chính trị cộng với điện khí hóa toàn quốc tức là gì, công nghiệp nặng, công nghiệp. Nhưng thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông Lenin nó lại nói chủ nghĩa xã hội bằng chính quyền Xô Viết cộng đường sắt phổ là công nghiệp nặng của Đức và gì, và giáo dục Mỹ. Thưa các bạn, đến nay giáo dục Mỹ vẫn là nền số 1, nền giáo dục số 1 của thế giới. Ông Lenin đã thấy điều này. Tôi lấy một cái thí dụ thứ ba nữa. Trước đây chủ nghĩa xã hội, ông Lenin nói là chủ nghĩa xã hội chỉ có thể chiến thắng chủ nghĩa tư bản khi nó tạo ra năng suất lao động mới cao hơn. Thưa các bạn, lúc đầu chúng ta thấy nó như thế đúng thật. Nhưng trong quá trình xây dựng và ông lại phát hiện ra này, như vậy năng suất lao động không phải là tiêu chí cuối cùng mà phải là dân chủ hơn. Thế nhá, tôi không nói các bạn. Bây giờ chúng ta trở lại một đời thường, ngon hay không thì do cái miệng, đúng không? Miệng thằng đói cái quái gì chẳng ngon. Nhưng mà đấy là lúc chúng ta đói thì chúng ta ăn cái gì cũng được. Nhưng mà khi thu nhập chúng ta tốt lên, đời sống vật chất nó tốt lên, chúng ta lại lập tức hướng tới cái gì? Hưởng thụ giá trị tinh thần. Cho nên cái thang bậc nhận thức chúng ta thấy này, nhà sạch thì mát, sạch bát thì ngon cơm, ít tiền các bạn ăn cơm bụi, nhiều tiền trái tội gì mà ăn cơm bụi, và nhà hàng sang trọng có người bưng khăn rửa tay ra. Thì các bạn thấy đấy là gì? Đây là phương pháp tiếp cận lịch sử. Một cái rõ nhất mà các bạn có thể thấy, có thể trong đây các bạn chưa tính đến như thế, chúng tôi đã tính rồi. Chính sách thuế của chúng ta trước đây là 4,5 triệu. Tức là thế này nhé, sau khi thu nhập của tôi nuôi 2 đứa con, mỗi đứa 4,5 triệu. Với tôi là, tôi lấy ví dụ tôi là 4,5 triệu. Như vậy hơn 10 triệu tôi phải không thế? Nhưng mà thứ nhất đồng tiền nó mất giá, thứ hai là đời sống nó tăng lên, mức 4,5 triệu được miễn trừ thuế thì không còn đáp ứng nữa, nên nâng lên thành 9 triệu. Các bạn thấy không? Đây là phương pháp tiếp cận lịch sử. Cũng là tiếp cận, nhưng có nhiều cái tiếp cận. Tôi lại đưa các bạn đến một cái chuyện nữa, chúng ta vẫn xoay quanh cái cách tiếp cận. Tất cả các bạn và tôi đều có một cái này thống nhất. Mỗi người có một quan điểm, mỗi người có một sở thích, mỗi người có cách nhìn. Cho nên khuyên các bạn chấp nhận sự khác biệt. Chấp nhận sự khác biệt, các bạn nhớ nhé, trong văn kiện đảng chúng ta gần đây thừa nhận cái quan điểm này. Trước đây nó là khó lắm. Chấp nhận sự khác biệt để tìm tiếng nói chung, dung hòa. Sự khác biệt tạo nên cái tổng thể đa sắc. Tôi vẫn nhớ một cái câu mà đến nay tôi thấy sao nó hay thế. Cái ngày tôi ở trong bộ đội, trong chiến trường ấy, các bạn đi xuống nhà ăn, nó có một cái khẩu hiệu trên đường: 9 người 10 tính khác nhau. 9 người 10 tính. Tính là cái gì các bạn? Cái sở thích, cách nhìn, cách tiếp cận. 9 người 10 tính khác nhau. Lạ gì cái cảnh làm dâu trăm nhà, nuôi quân khuya sớm vì ta,
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đây là cách tiếp cận. Đây nha, đây một cách tiếp cận bên trái các bạn, cái bức tranh này. Thế nói là tại sao cậu dám nói với tôi như thế? Thưa các bạn, câu này hiện nay vẫn tồn tại một số. Mày không biết tao là ai à? Cậu không biết tôi là ai à? Đấy, các bạn vừa thấy ở Hà Nội ngay đầu đằng sau nhà tôi ra ngõ ra đường Quốc Tế Tiến cái nhìn đấy cả. Một cái cậu đi bảo là công an bộ đội, mày không biết tao là ai à? Thì đây người ta không chấp nhận cách này. Cách tiếp cận thứ hai ở bên phải này, nghe nào. Mọi người đều mệt cả rồi, mai chúng ta tiếp tục thảo luận nhé. Thì đây là cách đặt vấn đề, mà cách tiếp cận tự nhiên nó thấy dễ dàng hơn. Chẳng hạn như bây giờ, cả một buổi chiều chúng ta được thầy Diệm nhồi chiếc cho bút hết cả đầu xong là về nhà. Này, căng thẳng nói những câu nó thế nọ thì rất khó chấp nhận. Đấy nha, tôi nói với các bạn, tôi nhấn mạnh cái này là cách tiếp cận, phương pháp tiếp cận. Bây giờ chúng ta mới đi vào cụ thể, trên kia là phương pháp tiếp cận. Khi để Marx xây dựng học thuyết, đến đây chúng ta mới đi vào cụ thể hơn nữa, phương pháp tiếp cận sau. Thì thưa các bạn, tôi nêu ra ba cách tiếp cận sau. Một, phương pháp tiếp cận duy tâm. Duy tâm là thế nào các bạn? Phương pháp tiếp cận duy tâm về mặt xã hội, tức là thừa nhận yếu tố tinh thần, ý thức có trước vật chất. Chúng ta gọi là duy tâm. Mà cái người ấy, cái tư tưởng này, điển hình này, Hegel. Ông Hegel cũng nói thế này: khởi nguyên, khởi nguồn, bắt đầu của thế giới thì không phải là vật chất, mà là ý thức, ý niệm, tinh thần tuyệt đối. Thế giới này chỉ là sự tồn tại khác nhau của ý thức. Sai. Tôi nói với các bạn này, anh Lê Hùng Linh này, anh Biên này, anh Viện này, chị Hiền này. Các bạn muốn có tư tưởng, các bạn muốn suy nghĩ về tôi hay tư tưởng về tôi, đầu tiên các bạn phải có bộ não đó. Tức là phải có thế giới vật chất đã, đúng không? Phải có thế giới vật chất đã, tức là phải có bộ não đã, phải có vật chất chứ. Nhưng ở đây ông bảo bắt đầu từ ý thức. Ý thức sinh ra từ đâu? Tôi hỏi các bạn, ý thức có sinh ra từ hư vô không? Ý thức là ý thức của ai? Anh Biên. Đấy, em thưa thầy, ý thức thì xuất phát từ những cái ý thức là ý thức của con người chứ không từ cái nào, có đúng không? Bây giờ bạn Biên có ý thức của tôi, tức là ý thức của anh hay ý thức của cái vật vô tri vô giác? Các bạn rất rõ cái này nhé, đã nói ý thức là ý thức của con người thì sao nói ý thức về cái gì khác? Đấy, ông Hegel nói là tất cả gì thế giới này khởi nguồn bắt đầu là vật chất mà là ý thức. Thế thì ý thức nó sinh ra đâu? Rất là vô lý. Đây là cách tiếp cận thứ nhất nha, của cách tiếp cận duy tâm. Chúng ta sang cái cách tiếp cận thứ hai, tiếp cận tôn giáo. Thì ông Feuerbach, nhà triết học phương Bắc cũng nói thế này: thế giới vật chất, giới tự nhiên không do ai sáng tạo ra, độc lập với con người. Thưa các bạn, tuyệt vời chính xác, tuyệt vời chính xác. Nhưng ông lại cho rằng thế này: các thời đại khác nhau, các thời đại chỉ khác nhau bởi về phương diện tôn giáo. Thế đây là sai. Thế tôi hỏi các bạn, thời cổ đại và thời trung cổ, thời trung đại khác nhau về phương diện tôn giáo. Thế thời trung cổ, thời cận đại với thời hiện đại như hiện nay. Tôi cứ nói ở Việt Nam những năm 70 và bây giờ là thế kỷ 21, các bạn nói khác nhau cái gì? Chả nhẽ khác nhau về phương diện tôn giáo. Cách tiếp cận này là sai. Và sau này ông Marx nói, ông Feuerbach, ông ấy duy tâm, anh duy vật về gì? Về tự nhiên, tức là nghiên cứu thế giới vật chất thì ông là duy vật. Nhưng về mặt xã hội ông lại là duy tâm, tức là ông nghiên cứu tư tưởng lại sai. Thì đây cách tiếp cận thứ hai nhá. Thưa các bạn, sang cách tiếp cận thứ ba, tiếp cận lý thuyết con nền văn minh. Thì tôi đưa ra mấy cái đại biểu điển hình này. Sắc lơ phu đê, nhà không tưởng người Pháp cũng chia xã hội thành bốn giai đoạn: mông muội, dã man, gia trưởng, văn minh. Các bạn chú ý cái từ văn minh tôi in đậm. Móc căng nhà nhân chủng học người Mỹ thì người ta đưa ra, ông ấy đưa ra thành ba giai đoạn: mông muội, dã man, văn minh. Có chữ văn minh tôi in đậm. Sau này Alvin Toffler, nhà tương lai học người Mỹ, ông cũng đưa ra ba cái: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. Đều bắt đầu từ văn minh.
Nhưng thưa các bạn, cả ba cách tiếp cận này đều bắt đầu từ cái văn minh. Tôi hỏi bạn Linh một tí, cái văn minh và văn minh và văn hóa có giống nhau? Em thưa thầy là văn minh với văn hóa gần như nhau ạ. Đấy, cái cách hiểu thế là sai. Khi nói tới văn hóa các bạn nhé, bao giờ các bạn cũng nói tới tính lịch sử, bề dày lịch sử, tính truyền thống. Tôi lấy ví dụ, bạn Hiền bạn nói này nhá, nói với các bạn trong lớp, nhà tớ có truyền thống làm nghề gì? Thế khi nói truyền thống là gì? Ít nhất phải có hai thế hệ, đúng không? Có đúng bạn Hiền? Hiền có thấy dạ. Đúng không? Ít dạ, đúng nhất ạ. Phải có hai thế hệ, tức là gì? Truyền thống là chuyển giao và nối tiếp. Truyền thống là chuyển giao và nối tiếp. Phải có một người chuyển giao, tức là bố bạn Hiền làm nghề gì mới chuyển giao. Giống như ta nói là nghề gia truyền, phải có người truyền chứ. Nếu không có những người, nếu bố bạn Hiền, mẹ bạn Hiền không làm nghề y, mới bố bạn Hiền làm nghề y, bạn Hiền nói là gia truyền. Gia truyền ở đây đồng nghĩa với rốt gia truyền. Khi nói tới văn hóa, tôi nhắc lại bạn Đinh này, khi nói tới văn hóa bao giờ người ta cũng nói bề dày lịch sử truyền thống nhé. Còn khi nói văn minh, tôi không bao giờ nói đến truyền thống, tôi không bao giờ nói tới lịch sử. Cho nên văn minh chỉ là một lát cắt thôi. Nói đến cái gì? Nói sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, của cách sắp xếp bài trí. Nha, các bạn nhớ phân biệt cho tôi cái này. Trong cái từ văn ở Việt Nam có 4 từ. Một, như hỏi chúng ta hỏi văn là cái gì đó? Văn là đẹp, hóa là trở thành. Văn hóa có nghĩa là để hướng tới cái đẹp. Cho nên các bạn nhớ cho tôi, trong cái ngôn ngữ Việt Nam không bao giờ được dùng văn hóa đồi trụy. Còn gì có cái đẹp đồi trụy? Cô Hương cũng nghe thấy cái câu này bao giờ? À cô Hương, thế mà cô nghe thấy cái văn hóa đồi trụy bao giờ? Các bạn đang làm việc khác rồi. Không được dùng cái từ văn hóa đồi trụy. Văn hóa có nghĩa là hướng tới cái đẹp. Thế thì ở Việt Nam nó có 4 cái cụm từ, 4 khái niệm bắt đầu từ văn. Một, văn hiến. Khi nói tới văn hiến là người ta nói tới gì? Tới cái giá trị tinh thần. Còn khi nói tới văn vật, người ta nói tới những cái kết tinh vật chất còn lại. Việt Nam có 4.000 năm văn hiến, chứ không ai nói Việt Nam có 4.000 năm văn vật. Vì những cái vật chất, cái tinh 4.000 năm chứng minh, các bạn có tìm thấy không? Khó. Hà Nội 1.000 năm văn hiến, 1.000 năm văn vật. Văn hiến, văn vật. Văn minh, tôi nhắc lại, văn là gì? Là đẹp, minh là sáng. Minh là sáng, tức là văn minh đô thị, văn minh phương Tây. Nó mang tính lát cắt, nó nói về sự phát triển khoa học. Còn khi nói tới văn hóa, tức là nó nói bề dày lịch sử truyền thống. Thưa các bạn, cách tiếp cận này không đạt yêu cầu. Cả ba cách tiếp cận. Chúng ta sang cái 1.3 là cách tiếp cận hay phương pháp tiếp cận của triết học Marx. Các bạn nhớ nha, đây là những nội dung rất đặc biệt chú ý mà các bạn, như các lớp trước các bạn cứ hỏi rồi. Thầy cho gửi slide cho các bạn, nguyên tắc các bạn không bao giờ có cái chuyện đấy. Chỉ có điều khi chúng tôi giảng, chúng tôi nói đây những nội dung này các bạn có thể chụp. Đây là lách luật, các bạn chụp thoải mái. Tôi lấy ví dụ như hôm qua, các bạn hỏi thầy ơi, có một cái câu hỏi thi là các bạn hỏi phương pháp tiếp cận xã hội của triết học Marx và ý nghĩa của nó. Thì việc đấy các bạn chụp là của các bạn, chứ sao các bạn lại hỏi tôi cái chuyện đấy. Chúng ta sang 1.3 nhé, phương pháp, cách thức tiếp cận xã hội của triết học Marx. Năm ngoái ở trường Y khi giảng trực tiếp, tôi nhớ có một lớp chuyên khoa 1 hỏi tôi là thầy ra câu hỏi là cách tiếp cận xã hội của triết học Marx trong câu hỏi thi, nhưng khi bài giảng của thầy lại là phương pháp tiếp cận. Thế nó khác nhau thế nào? Tôi bảo cách thức hay phương pháp nó có gì khác nhau đâu, để các bạn tiếp cận nó nhiều chiều một tí chứ. Phương pháp với cách thức thì nó giống nhau chứ. Thế thì Marx tiếp cận xã hội như thế nào? Một, ý thứ nhất, các bạn để ý này, rất ít khi tôi gạch đầu dòng, ở đây tôi gạch ra phân ra thành từng ý để các bạn theo dõi.
triết học Marx nghiên cứu thức quyền xã hội trên tất từ tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đến khoa học, tức là tiếp cận từ thực tiễn, hay nói cái này nhìn sự vật hiện tượng một cách toàn diện, nghĩa là sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội, chúng ta có thể bỏ cái từ hình thái xã hội bằng nói một từ ngắn hơn, sự thay đổi của các xã hội, các chế độ sau, nó bao gồm lực lượng xuất, quan hệ xuất, kiến trúc tầng tầng, cơ sở hạ tầng, tức là tất cả các yếu tố cấu thành. Sau khi tôi đưa ra cái khái niệm, tôi đưa ra cái quan niệm này có tính chất lý thuyết nha, anh phải chứng minh cho tôi bằng thực tiễn, đúng không? Thực tiễn cho thấy trong mọi thời đại, sản xuất, kinh tế và cơ cấu sau, tất cả đều do kinh tế mà ra. Tôi trở lại hiện thực một chút. Tại sao hai năm nay, và năm nay là năm thứ ba, chúng ta không, hai năm liền chúng ta không tăng lương? Tôi hỏi các bạn, từ đâu mà ra? Từ kinh tế mà ra. Bây giờ con cô Hương hay là con cô Nhung ấy, hay là con cô Hường nữa, mẹ ơi cuối tuần cả nhà mình đi đánh chém một bữa đi, ra quán đi. Tất cả các bạn nghĩ ngay một câu chuyện, cứ đem lương tháng mà suy, ăn còn không đủ nói gì đến chuyện khác. Tôi nhắc lại các bạn, sản xuất, kinh tế, cơ cấu xã hội, tất cả đều do kinh tế mà ra. Đấy, các bạn phải trả lại nguyên lý thứ nhất. Đây là tôi đưa ra cái thực tiễn để các bạn chứng minh. Bây giờ tôi nói ví dụ các bạn, con tôi làm bệnh viện, cái tháng trước đi làm một tuần nghỉ ba tuần, sau đó thì một tuần nghỉ cách một tuần, thì thu nhập nó có đâu nữa. Cái ý thứ hai, trong một xã hội thì cái giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến sớm hay muộn nó sẽ đóng vai trò quyết định toàn bộ xu thế phát triển của xã hội. Đây là chúng ta khẳng định, chúng ta nói về mặt lý thuyết, sớm hay muộn nó cũng sẽ bị lật đổ xã hội cũ để xây dựng xã hội mới. Đây là lý thuyết nha, chúng ta chứng minh. Đây, từ cuối thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 19, tức là trong vòng khoảng 3 thế kỷ, đây người ta gọi là thời đại sụp đổ chủ nghĩa phong kiến mà thắng lợi của chủ nghĩa tư bản. Chỉ trong vòng 3 thế kỷ, giai cấp tư sản đã tạo ra lượng nền sản xuất tư bản, nó tạo ra lượng hàng hóa khổng lồ lớn hơn tất cả cái thế hệ thị trường này còn lại. Cho nên nó chiến thắng chế độ phong kiến là tất yếu. Kinh tế của Mỹ nó khoảng 20.000 tỷ USD, thưa các bạn. Ở Việt Nam như chúng ta năm ngoái là 343 tỷ. Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cho nên nó chi phối, nó tác động toàn cầu. Các bạn thấy không? Hôm qua chỉ có một cái nhận định là gì? Biến thể COVID Omicron. Các bạn thấy thị trường chứng khoán tăng vọt. Đô 500 trước nhiệm kỳ trước tuyên bố thế này, chứng khoán tăng vọt. Đấy, vừa rồi thì Tổng thống Mỹ John Biden mở cái kho dự trữ 50 triệu thùng dầu, giá dầu cụt giảm đột sốc, nó chi phối. Thì tôi đang nói cái ý thứ hai nhé, trong vòng 3 thế kỷ nó đã tạo ra lượng hóa khổng lồ. Cái thứ ba, thưa các bạn, mang gen xác định từ thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 19 là thời đại của giai cấp tư sản, không bàn cãi nữa. Nó mở ra một cái giai đoạn hình thành và phát triển của cái xã hội loài người. Nó mở ra một cái giai đoạn hình thành và phát triển của xã hội loài người. Nó chứng minh cái này rồi. Cái thứ bốn, cách mạng tháng 10 nổ ra thành công tất yếu của kinh tế anh chị. Sau thắng lợi cách mạng tháng 10 nó mở ra một thời đại mới, rất đúng. Sau thắng lợi cách mạng tháng 10, một loạt nước đi vào quỹ đạo chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân đứng vị trí trung tâm. Như thế đến đây các bạn có thể kết luận một cái kết luận nhỏ nhỏ. Trên cơ sở phê phán cách tiếp cận duy tâm,
cách tiếp cận tôn giáo, cách tiếp cận các nền văn minh, lý thuyết các nền văn minh. Marx đã tìm ra điểm xuất phát để nghiên cứu đời sống xã hội. Đấy. Như vậy khi nghiên cứu xã hội phải xuất phát từ con người hiện thực, từ đời sống hiện thực của họ. Không biết là tôi thấy rất nhiều các bạn hầu như là đấy các bạn cắt cam để các bạn làm việc khác. Thưa các bạn, sau khi chúng ta đề cập đến phương pháp tiếp cận xã hội, đến đây các bạn, tôi nói ngay từ đầu giờ rồi, mục đích nghiên cứu, mục đích chúng ta thấy rõ rồi, phương pháp nghiên cứu rồi. Thế sau khi nghiên cứu xong rồi, cái học thuyết này nó có tác dụng gì không? Thưa các bạn, đến đây chúng ta ra một cái ý tiếp theo, ý nghĩa, tác dụng khi chúng ta nghiên cứu cái học thuyết của Marx. Ý nghĩa chỗ này, một, khi các bạn thì chưa làm, nhưng các bạn theo dõi, khi người ta ra một nghị quyết, một cái thông tư, một cái nghị định, vân vân, thậm chí một cái quyết định nào đó, các bạn thấy nó có đáp ứng yêu cầu thực tiễn được không? Tôi lấy ví dụ, tôi hỏi một bạn nam giới ở lớp này, xem các bạn trả lời tôi thế nào nhé. Ôi, ngẫu nhiên là Vũ Ngọc Anh nhỉ. Anh ơi, hỏi em một chút thế này nhé. Anh có nghe thấy không? Thầy hỏi thế này một chút thế này. Những năm gần đây em thấy cái thông tư nào hay cái nghị định nào của chính phủ của nước Việt Nam mình, của nhà nước mình, nó đáp ứng ngay lập tức thực tiễn không? Làm thế có một cái thông tư nghị định nào phản ánh đúng thực tiễn luôn? Và cái thông tư nào, nghị định nào? Thế bạn có uống rượu không? Có biết uống rượu không bia không? Không uống rượu bia thì không biết là phải rồi. Nghị định 100 các bạn ạ. À? Ôi trời ơi, nghị định nó ra đời, nó mang tính thực tiễn rất cao. Tôi xin nói các bạn, ngay ngõ nhà tôi bước ra, một số bạn tắt cái mic cho tôi nhờ nhé. Ngay ngõ nhà tôi bước ra là cái nhà hàng đỉnh nướng to vật. Nó có ba cái câu: ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè. Trời ơi, nó đông khách vô cùng, toàn nam thanh nữ tú đến thôi. Nhưng khi có nghị định 100 ra đời, vắng như chùa vào đây. Một, anh chị sử dụng rượu bia trong khi tham gia giao thông nó phạt chết rồi. Các bạn thấy đây là nghị định nó ra đời. Cho nên tôi muốn nói ý nghĩa phương pháp luận ở chỗ này. Khi ra một cái nghị quyết, một cái thông tư, một cái quyết định, một cái nghị định, anh phải bắt đầu hiện thực, phải phản ánh đúng hiện thực. Một, nghiên cứu xã hội phải bắt đầu từ con người hiện thực, tức là đời sống hiện thực của họ. Nghiên cứu xã hội phải bắt đầu từ con người hiện thực, đời sống hiện thực của họ, tức là cái gì? Tôi lấy ví dụ cả lớp chúng ta, sau khi học xong môn triết, tôi lấy ví dụ thôi, mỗi người phải đóng 10 triệu để chúng ta hành quân ra ngoài, tập trung ra Hà Nội thi, vô lý không các bạn? Không, tiền đâu, căn cứ vào đâu để anh bỏ tôi đóng 10 triệu? Tôi lấy ví dụ đấy, căn cứ vào đâu? Như vậy tôi nói là căn bắt đầu từ con người hiện thực, tức là đời sống hiện thực của họ, tức là phải căn cứ vào điều kiện sống này. Điều kiện sống của họ là gồm cái gì? Thu nhập, nguồn thu, mức thu nhập, gia đình, điều kiện nhà ở, phương tiện đi lại. Cho nên muốn sống đầu tiên con người phải có nhu cầu ăn cái đã. Người Việt có câu bụng đói thì gối phải bò, no cơm mắm bụng thì chả bò đi đâu nữa. Có thực mới vực được đạo. Muốn sống chưa hết con người phải có ăn, có uống, có nhà ở, có quần áo và một cái thứ khác. Cái ý nghĩa thứ nhất nhé. Ý nghĩa thứ hai, nhu cầu về lợi ích. Cái này tôi nói ngay từ đầu các bạn, nhu cầu về lợi ích là hành vi lịch sử đầu tiên. Nhu cầu và lợi ích là hành vi lịch sử đầu tiên, là động lực trực tiếp thúc đẩy con người hoạt động. Đấy. Năm ngoái tôi có giảng một lớp ở nơi khác, rất nhiều cái
cái người nhiều tuổi, tôi bảo hôm nay sao các bạn học chuyên một mà sao nhìn cái nhiều người mặt nó cũng kỹ thế. Thì các bạn nên nói là thầy ơi, chúng em học để chuẩn hóa bằng cấp, tôi các anh nói không đúng. Các anh học về lợi ích. Về lợi ích làm sao, nếu anh không có cái chứng bằng sau đại học thì nó không phát cũng đương cho anh, nó đơn giản thế thôi. Thì chưa nói chuyện kiến thức nữa. Tôi nhắc lại nha, nhu cầu và lợi ích là hành vi lịch sử đầu tiên và cũng là động lực trực tiếp thúc đẩy con người hành động. Tôi nhắc lại có hai, một con người lực, hai nhu cầu lợi ích. Thứ ba, quá trình nảy sinh nhu cầu lợi ích hay là quá trình nảy sinh những nhu cầu mới ấy, nó hoàn toàn tự nhiên, nó khách quan tất yếu. Nếu như cách nói của người Việt có một là muốn có hai, có ba, có bốn, có lại đòi có năm, đấy là hoàn toàn tất yếu, nhu cầu vượt lên. Như vậy tôi muốn nhắc lại các bạn, ở trong câu hỏi này chúng ta thấy là ý nghĩa của nó có ba cái: một, con người thực; hai, nhu cầu lý; thứ ba, hình quá trình thành nhu cầu lý một cách tự nhiên, tất yếu, khách quan. Cho nên cái phương pháp tiếp cận của Marx đóng vai trò gợi mở để khám phá cái mật người đứng sau. Chúng ta giải lao một chút, chúng ta sang đến chương sau, bắt đầu chúng ta sang chương sau. Các bạn nghỉ giải lao một chút nhá. Vâng ạ. Buổi chiều thời gian nó ngắn hơn so với buổi sáng. Nếu mà đúng đi lý thuyết mà lịch người ta xếp là 5:15, 5:30 chúng ta mới xong. Thì sang cái tiết này nếu các bạn đồng ý thì chúng ta không giải lao nữa, hay là một mạch đó, khi nào xong thì chúng ta nghỉ được không? Vâng ạ. À, không, đấy là tùy các bạn muốn nghỉ giải lao hai lần cũng được, một lần cũng được. Học luôn thầy ạ. Dạ, học luôn thầy ạ. Ừ nhá, bây giờ chúng ta sang phần 2 này. Thì hôm nay là buổi đầu tiên của cái lớp này, cho nên tôi cũng thường thường là các lớp thì tôi có một cái nói ý này. Ở trong trường cũng thế, và khi tôi yêu cầu mọi người, các thầy cô giảng sau học cũng thế, là phải gắn nhiều thực tiễn, khái quát thực tiễn. Ở chuyên khoa 1 và cơ học thì phân tích thực tiễn, gắn với thực tiễn, còn ở nội trú thì nó khác. Thì ở trong các chương tôi cố gắng tìm những cái phần để chúng ta liên hệ gắn thực tiễn nhất. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai, nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Phần 2.1, sản xuất nền tảng. Sản xuất vật chất là nền tảng của sự vận động phát triển xã hội. Thì thưa các bạn, đây là những phần nguyên lý mà các bạn có thể đọc được tài liệu. Thì tôi sẽ không đề cập đến, tôi chỉ đi lướt qua thôi. Khi chúng ta nói tới xã hội, chúng ta có cái khái niệm xã hội hay định nghĩa xã hội ấy, thì các bạn hiểu, lúc đầu tôi nói là tìm hiểu sự vật thì phải tìm hiểu khái niệm trước. Thế thì chúng ta gọi xã hội là cái gì? Đây các bạn có một cái phần, có ba cái dòng thôi. Xã hội là một hình thái vận động cao nhất của vật chất. Xã hội là người chúng ta đang sống đây này. Chúng ta nói xã hội nói chung là một hình thái vận động cao nhất của vật chất. Trong cái hình thái vận động này thì người ta lấy cái quan hệ giữa người và sự tương quan hệ giữa người với người, sự tương tác lẫn nhau làm nền tảng. Tức là xã hội là hình thái vận động cao nhất của vật chất, và trong cái xã hội ấy người ta nghiên cứu cái quan hệ tương tác. Ví dụ tôi đang giảng này, tức là tôi tương tác với các bạn thì lấy cái quan hệ giữa người với người và cái quá trình tương tác với nhau làm nền tảng tư tưởng. Ví dụ như gần đây các bạn thấy Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 190 nước, ví dụ thế. Tức là chúng ta đã có quan hệ tương tác với những nước này. Tất nhiên mỗi nước nó ở cấp độ khác nhau. Ví dụ có cái nước là đối tác toàn diện, có đối tác chiến lược, có đối tác toàn diện và sâu rộng, ví dụ thế. Đây là cái tương tác mức độ nhiều hay ít. Cái ý thứ hai là cái quá trình phát triển của xã hội, thì xin các bạn đi đề cập đến ở trong sách này, ở trong tài liệu chúng ta học, tôi không đề cập đến nữa. Chúng ta sang cái ý thứ ba. Đặc trưng của các quy luật xã hội. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh khía cạnh
giữa quy luật xã hội và quy luật tự nhiên. Thì chúng ta thấy nó giống nhau ở chỗ nào và nó khác nhau ở chỗ nào để chúng ta có cái hình dung ra trong thực tiễn thôi. Đây. Một đặc trưng của quy luật xã hội, tôi nhắc lại nhé, xã hội là gì? Hình thái vận động cao nhất của vật chất trong cái xã hội ấy, người ta đặt cái tiêu chí quan hệ tương tác với người là yếu tố quyết định. Thì đặc trưng của quan hệ xã hội là biểu hiện thông qua hoạt động của con người. Tôi lấy quy luật đấu tranh giai cấp, quy luật vì lợi ích, quy luật đấu tranh sinh tồn, vân vân. Quy luật của năng suất lao động tăng lên không ngừng, quy luật gì của sự phân chia thu nhập, vân vân. Thì thông qua hoạt động con người, nhưng nó không hẳn lúc nào cũng phụ thuộc vào ý thức của con người. Nói là quy luật, nhưng mà nó cũng là phụ thuộc, nó lại là yếu tố khách quan. Tôi lấy ví dụ quy luật đấu tranh giai cấp thì nó là hình thành một cách tự nhiên. Rồi quy luật hình thành đảng, nó cũng hình thành một cách tự nhiên. Trong lịch sử đấu tranh giai cấp, chưa bao giờ có giai cấp nào giành được chính quyền mà nó lại không thành lập ra cái đảng chính trị của mình. Cho nó đấy là khách quan. Thứ hai, nó tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất định. Tôi lấy ví dụ, đấu tranh giai cấp nó chỉ tồn tại trong một cái giai đoạn lịch sử thôi, chứ không phải lúc nào nó tồn tại. Thứ hai, quy luật về gì? Kích thích nhu cầu. Thì khi nào chúng ta thấy cái này nó tác động nhiều thì chúng ta phát triển nó. Thứ ba, nó diễn ra thông qua hoạt động của con người mà bị chi phối bởi lợi ích. Trong đó yếu tố là quan trọng nhất, lợi ích là yếu tố quan trọng nhất. Đây tôi muốn nói một tí chút cái này thôi, bây giờ chúng ta sang một cái nội dung thứ hai. À, thứ ba, vai trò của sản xuất vật chất. Cái này chúng ta đọc cho sách, tôi sẽ không, trong tài liệu chúng ta sẽ, tôi sẽ không đề cập đến nào. Các bạn bắt đầu chú ý từ đây, vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại phát triển xã hội. Các bạn lưu ý cho tôi, tất cả các phần, các chương tôi giảng bao giờ tôi cũng sạch dòi ra từng ý một để các bạn theo dõi. Mà khi thi, nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm, nhưng các bạn có ý thôi, để các bạn phân biệt mà viết. Khi nói tới vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại phát triển sau, tôi đóng mở ngoặc có hai nội dung hay hai ý cũng được. Một là sản xuất vật chất quyết định sự tồn tại phát triển sau. Sản xuất vật chất tạo ra tư liệu sinh hoạt nhằm duy trì sự tồn tại phát triển của xã hội và của từng cá nhân. Trong quá trình sản xuất vật chất, con người tạo ra gì? Trực đã gián tiếp sản xuất ra đời sống vật chất của mình. Quá trình sản xuất vật chất, con người gì? Cải biến chính mình. Và cuối cùng chúng ta chốt lại, xã hội tồn tại được là nhờ phát triển sản xuất. Tôi muốn đưa các bạn trở về với thực tiễn. Tại sao cái Covid diễn ra 2 năm, hầu như ở thế giới là gì? Khủng hoảng. Khủng hoảng ở đây là khủng hoảng kinh tế mà tăng trưởng âm. Mà gần đây Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, thậm chí cả Tổng Bí thư cũng đề cập tới cái này. Làm thế nào để duy trì sản xuất không cắt, không đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu? Cái này rất quan trọng các bạn. Nếu như ngừng sản xuất là xã hội sẽ không thể tồn tại được. Thì đây tôi đang nhấn mạnh cái thứ nhất. Cái thứ hai, sản xuất vật chất là hoạt động nền tảng, hoạt động cơ bản, hoạt động cơ sở làm nảy sinh, phát triển những quan hệ xã hội với con người. Nội dung thứ hai, vai trò thứ hai tôi đề cập đến nhé. Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo. Biện chứng cho lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Biện chứng cho lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Trước khi nói tới cái quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, tôi ghi ở đây rất rõ có 4 nội dung. Một
sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Thì nếu ở cái phần trên về phương thức sản xuất, chúng ta đã đề cập tới khái niệm lực lượng sản xuất là cái gì, quan hệ sản xuất là cái gì. Tôi muốn nhắc lại một chút, quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình thực hiện sản xuất. Quan hệ sản xuất thì biểu hiện trên ba mặt: sở hữu, quản lý và phân phối. Còn khi nói lực lượng sản xuất là nói cái gì? Cái công cụ lao động, trình độ phát triển của công cụ lao động, cái khả năng, cái cách thức tác động của con người vào thiên nhiên, khả năng cách thức tái tạo ra của cải vật chất của con người. Tôi lấy ví dụ này nhé, chúng ta dùng cái dụng cụ thô sơ để tác động vào thị trường hay tác động vào tự nhiên để tạo ra của cải vật chất, thì đây người ta gọi là trình độ công cụ, trình độ phát triển sản xuất. Nhưng hiện nay thời đại của 4.0, tôi hỏi chị Nguyễn Thị Thủy tí, chẩn đoán hình ảnh. Vừa rồi cái thực tiễn về cái chuyện tiêm vaccine và tỷ lệ những người lây nhiễm, thì tôi hỏi các bạn này, người ta đánh giá là Việt Nam đang ở cách mạng 4.0 hay là 0.4? Em chào thầy ạ. Rồi. Dạ. Vừa rồi tôi nói thế này nhá, cái giai đoạn vừa rồi là cấp tốc làm bí thư gắn làm căn cước công dân để gắn thẻ chip đấy là một. Thứ hai là cái tỷ lệ người nhiễm mà trong quá trình khai báo y tế cứ mỗi nơi có một kiểu, thì đây nó là cái trình độ gì không biết. Em không hiểu rõ câu hỏi cho lắm. Đây nhé, thế bây giờ tôi hỏi này này. Nếu như bây giờ mỗi người làm cái chứng minh, chúng ta làm hoàn toàn thủ công. Dạ. Cứ lấy đánh máy gõ vào xong lưu vào xong lại in lên tờ giấy nhá. Và hiện nay người ta làm là đưa làm trên máy và đưa vào mạng hết. Thì tôi đi khám bệnh bây giờ tôi không cần phải xin giấy nọ giấy kia, tôi đăng ký, tôi bật mạng tôi đăng ký. Thế thì ở đây người ta nói cái gì nó quan hệ sản xuất hay lực lượng sản xuất, mà nó ở cái trình độ nào? Thưa thầy, cái này nó vừa là quan hệ sản xuất mà vừa là lực lượng sản xuất ạ. Chết rồi đấy, cứ vớ vẩn, cứ học thì xong là toàn nhìn đi đâu mà có làm việc riêng mà. Xác thì còn đó nhưng hồn đâu, ở trên trời trên mây, hồn vơ vơ lạc lõng ở mười phương ấy. Khi người ta nói cái ý tôi vừa nói là người ta nói sự phát triển của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất nói lên cái gì? Trình độ công cụ lao động. Dạ. Nhá, đây là công cụ lao động. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta vừa rồi làm thẻ căn cước công dân đấy, bây giờ bà xã tôi hôm qua công an quận làm lần thứ ba, chả hiểu các anh làm nó cứ lẫn, nó bỏ lung tung em. Thứ hai, cách đây khoảng 1-2 tuần gì đó, Bình Dương lại đưa thêm một chỉ tiêu, một cái con số nữa là 28.000 bệnh nhân F0. Thế tôi hỏi các bạn, và khi chúng ta gọi là cái gì nhỉ, cái tự nhiên là quên, chúng ta đi đến đâu nó phải kiểm tra y tế đấy, thì nó có cái gì tự nhiên thôi? Khai báo y tế à? Có cái khai báo y tế, các bạn thấy cứ mỗi nơi có một kiểu. Dạ. Thì thưa các bạn là đây người ta, thế giới người ta gọi là Việt Nam, ở về cái mảng này thì Việt Nam đang ở 0.4. Chứ không phải là cuộc cách mạng 4.0 đâu, mà chúng ta là 0.4. Trời ơi sao nó kỳ cục, nó lạc hậu thế. Cứ mỗi anh có một cái để khai báo y tế, mỗi anh có một kiểu. Cuối cùng là Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam còn phải nói đề nghị thống nhất cho toàn quốc một cái kiểu. Chứ không thể mà xem nhìn ở Trung Quốc ấy, một đất nước tỷ tư dân ấy, nó có loạn như vừa rồi chúng ta Hà Nội không? Đến cơ quan thì phải xin giấy ở chính quyền địa phương, thì tôi hỏi luôn, cái chính quyền địa phương, cái phường tôi đang sống họ không biết tôi là ai đâu. Thế xong vài ngày sau lại đổ cho công an. Ui giời, nó là loạn xì ngậu. Thì đây là trình độ ở 0.4, chứ không phải là cách mạng 4.0 đâu các bạn ạ.
Thôi chúng ta trở lại cái biện chứng lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Tôi xin nhắc lại có 4 nội dung. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản tồn tại thống nhất biện chứng với nhau. Thống nhất biện chứng là thế này này. Nó tác động quan hệ qua nhau và gì? Luôn luôn gì? Chuyển hóa lẫn nhau để thúc đẩy sự phát triển. Thế trong hai cái mặt này thì người ta nói lực lượng sản xuất là nội dung. Ở trong slide đầu tiên tôi có nói các bạn về cái chương hình thái kinh tế xã hội thì nói là lực lượng sản xuất là yếu tố bên trong. Tự nó luôn luôn vận động phát triển. Các bạn có một câu này. Bỗng dưng lên chồng, lên bố lại, lên đâu? Tại sao mình nhanh già thế? Tại sao nó trông nó già thế, nó nhanh lớn thế, vân vân và vân vân. Thì các bạn có muốn không? Không. Đây là yếu tố bên trong, tự nó, đây là lực lượng sản xuất. Cái này là hoàn toàn tự động, tự nó. Còn quan hệ sản xuất là cái gì? Là cái chúng ta gọi là cái vỏ bọc ở bên ngoài. Cái này nó tương đối ổn định chứ không phải là bất di bất dịch nha các bạn nhớ thôi. Có thể lấy một cái ví dụ đơn giản này, tất nhiên nó không hoàn toàn chính xác. Các bạn lớn lên, con cái các bạn nó lớn lên. Thì đây là yếu tố bên trong, nó tự nó lớn lên. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái bộ quần áo ấy nó mà các bạn may cho, mua cho con mặc nó không mặc vừa nữa. Thì chúng ta hiểu này, cái bộ quần áo ấy là hình thức mà nó cơ bản nó không biến đổi. Thì đến khi con người nó lớn thì quần áo không phù hợp nữa thì nó lại phải thay đổi cái bộ quần áo khác. Thì đây tôi lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Thì sự tương tác giữa hai cái mặt của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo thành quy luật về sự phù hợp giữa gì? Quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất. Cái vai trò thứ hai, lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Tôi trở lại slide đầu tiên tôi nói các bạn, lực lượng sản xuất là yếu tố bên trong, là yếu tố động, nó luôn luôn vận động và phát triển không ngừng. Mà các bạn biết rồi, xã hội, những cái xã hội phát triển những năm gần đây, đặc biệt tôi nói ở Việt Nam chúng ta, yêu cầu tăng trưởng, cứ tăng trưởng cái yêu cầu đặt ra, cứ năm nay phải tăng trưởng như thế này, phấn đấu từ nay cuối năm chúng ta phải tăng trưởng như thế này, vân vân. Nghĩa là sản xuất không ngừng tiến lên, không ngừng phát triển. Và năng suất cũng cứ không ngừng tăng lên. Và sự phát triển ấy được đánh dấu bằng gì? Bằng công cụ lao động. Trình độ của người lao động. Tôi nhắc lại công cụ lao động. Trình độ của người lao động. Và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ. Tôi nói với các bạn. Ở đây cũng một khía cạnh nào đó cũng thấy cái tích cực. Cái tác động tích cực của Covid đến toàn cầu đấy này. Trước đây chúng ta cái gì cũng ra nộp trực tiếp, cái gì cũng làm trực tiếp. Đặc biệt bộ trong các bạn trong Bộ Tài chính thì các bạn thấy cái ngành này. Nộp thuế quan, ui giời ơi. Thế đến bây giờ thì nhờ cái tác động mạnh Covid buộc chúng ta phải thay đổi. Tất cả khai báo điện tử, nộp tiền nước, nộp tiền điện, mua bán toàn qua mạng hết các bạn thấy. Đây là gì? Trình độ người lao động nâng lên, công cụ lao động được cải tiến, khả năng cái áp dụng khoa học công nghệ và sản xuất. Cái thứ ba, tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất. Nếu như ở cái phần 1 chúng ta đang nói tác động hai chiều thì ở đây chúng ta thấy là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất nó quy định mục đích sản xuất. Cái này là hơi trừu tượng một chút, các bạn nhớ này. Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người. Tôi lấy ví dụ đảng ta, nhà nước ta chủ trương này, mục đích của chúng ta sản xuất trong giai đoạn này là sản xuất cái gì và sản xuất cho bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu. Tôi lấy ví dụ gần Tết rồi, người ta nói này, Bộ Nông nghiệp phải trả lời cho tôi dự kiến Việt Nam có bao nhiêu tấn thịt để phục vụ. Thì đây, nó mục đích sản xuất nó quy định, nó tác động đến cách thức, thái độ để đến tổ chức phân công người lao động. Do đó, nó tác động đến lực lượng sản xuất. Nếu như
mục đích của anh nó đặt nó không lớn, tôi lấy ví dụ như có một tí thôi mà hiện nay chúng ta đã đáp ứng rồi thì nó không thúc đẩy được. Và ngược lại như thế thì quan hệ sản xuất mà khi nào nó phù hợp với lực lượng sản xuất thì nó sẽ là động lực thúc đẩy. Nếu anh muốn phát triển sản xuất nhưng mà cơ chế chúng hiện nay chúng ta nói rất nhiều cơ chế là cái vướng mắc này, cái nút thắt mà nó được giải phóng thì sản xuất phát triển, và ngược lại. Đấy là cái yếu tố thứ ba. Cái thứ bốn, quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là nguồn gốc, là động lực cho sự phát triển sản xuất trong lịch sử. Không biết là anh Đỗ Phú Thịnh anh ở Chẩn đoán thì nhà các bạn có học, các bạn làm gì không biết? Dạ. Thầy như anh có học không đấy, làm gì đấy? Vâng, em đang ngồi học đấy ạ. À, thế đây đây cái trên này các bạn, trên anh nhìn cái số này khác này. Dạ. Ừ, rồi tôi hỏi cái anh bạn này. Vâng. Không biết là anh có học cái, tôi cứ thấy anh ấy ngồi anh say xui tay anh nháy nháy lắm mà chơi game có là chắc tương đối tốt đấy. Vâng, em vẫn đang ngồi học thầy ạ. Rồi, cảm ơn em. Vâng. Chúng ta sang cái phần 2.3. Tôi nhắc lại nhé, ở phần biện chứng cơ sở, biện chứng đường xuất và quan hệ xuất, cái này tôi đề cập tới nó có 4 nội dung. Cái câu quan hệ biện chứng cho đường lượng xuất và quan hệ xuất và sự vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, nó là câu thường trực trong các tổ chức thi, tôi nói với các bạn. Sang cái nội dung tiếp theo 2.3, biện chứng tức là quan lại, tác động quan lại giữa cơ sở hạ tầng kiến trúc thực tập. Thì cũng như phần trên nói rồi, các bạn phải đưa tôi khái niệm thế nào là cơ sở hạ tầng, mà thế nào là kiến trúc thượng tầng. Cái này thì các bạn cũng nói thường xuyên rồi, cơ sở hạ tầng yếu kém. Gần đây chúng ta nói là hạ tầng y tế, cơ sở hạ tầng y tế rất yếu, rất kém, đặc biệt là lĩnh vực y tế dự phòng. Nhưng mà nói cơ sở hạ tầng thì nó không chính xác cho lắm. Chúng ta phải nói là cái kết cấu hạ tầng của ngành y tế trong cái mảng dự phòng của chúng ta rất yếu và rất kém. Bây giờ nó bộc lộ ra mà nó vô lý nhất là hai cái ngành mà người ta gọi y giáo dục với y tế thì lương chối tỉ nhất. Tôi xin nói các bạn đấy, hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh đang nóng lên cái chuyện y tế bỏ rất nhiều, bỏ việc rất nhiều, giáo dục người ta cũng bỏ lớp rất nhiều tăng dạy. Đấy, y tế thì 4-5 triệu tháng, chưa cả có những cái thứ khác như bệnh viện vệ tinh trung ương này, lương giáo bác sĩ nhân viên y tế phải đi bán rau, đi chạy xe ôm. Mà một cái cô mà hôm tôi hỏi cô ấy trong năm ngoái, tôi hỏi là hội đồng chức danh chức danh nghề nghiệp, cô bảo thầy ơi, tất cả bộ môn chúng em là bác sĩ chúng em toàn ngồi chủ yếu giờ là bán hàng qua mạng. Học y 6 năm ra cũng bằng học 4 năm, học 9, 10 năm ra cũng thế. Đấy, các bạn thấy đây là vấn đề nóng. Thế thì chúng ta gọi được trở lại cơ sở hạ tầng là gì? Là những cái quan hệ, toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế xã hội. Toàn hệ quan hệ sản xuất là gồm cái gì thưa các bạn? Trong một hình thái kinh tế xã hội hay trong một xã hội nhất định này, thông thường nó có những quan hệ sau đây. Một, quan hệ sản xuất giữ vai trò chi phối thống trị. Hai là quan hệ sản xuất tàn dư. Ba là quan hệ sản xuất mầm mống. Tàn dư là thế nào? Chúng ta đang xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa nhá, nhưng mà chúng ta vẫn tồn tại cái quan hệ sản xuất tư bản, quan hệ sản xuất phong kiến. Và chúng ta đang xây dựng cái quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa thì đây là mầm mống phôi thai của những quan hệ sản xuất mới này hình thành. Tôi nhắc lại, cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở kinh tế xã hội. Còn kiến trúc thượng tầng là cái gì? Chính trị, nhà nước, pháp quyền, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, vân vân. Nó ra đời từ đâu? Thì trên cái nền cơ sở hạ tầng. Người ta ví là cơ sở hạ tầng là cái gì? Cái móng của một cái tòa nhà. Cái móng nhà càng hiện đại, càng chắc chắn thì cơ sở tầng, cái thượng tầng kiến trúc lên nó càng đơn giản, nó càng dễ chấp nhận hơn. Thì người ta kết cấu cho nên nó dễ. Thế thì ở đây tôi muốn nói là kiến trúc thượng tầng là những quan điểm chính trị.
chúng ta thấy cái hệ thống chính trị, bộ máy chính trị của chúng ta nó cồng kềnh không? Tôi hỏi các bạn có thấy cồng kềnh không? Rất cồng kềnh. Tôi lấy một cái so sánh ở Mỹ thôi, tất nhiên ta phải so sánh đối tượng nó thật là phát triển. Mỹ chỉ có một tổng thống và một phó, đúng không? Các bạn thấy luật đấy nó có một cái hay. Vừa rồi là tổng thống John Biden, ông mới phải xem cái gì, ông phải gây mê để ông kiểm tra sức khỏe tầm soát ấy. Trong luật nó quy định rất rõ, trong thời gian gây mê anh không điều hành đất nước, rất có thể qua những chúng ta gọi là gì, tạm thời như kiểu chết lâm sàng, thì anh phải làm một cái chúng ta gọi là làm cái giấy ủy quyền cho phó tổng thống. Cho nên mà phó tổng thống vừa rồi là gì, quyền tổng thống trong 8 tiếng đấy, thì không may anh xảy ra chuyện như gì đã có người kế rồi. Thế thì chính trị nó chỉ có tổng thống, phó tổng thống đấy. Ở chúng ta thì hệ thống chính trị chúng ta là khác, tổng bí thư xong đến chủ tịch nước, thêm phó chủ tịch nước, thủ tướng là đến 5 phó thủ tướng hay 4 phó thủ tướng đấy, các bạn thấy. Trời ơi, các cục vụ viện thì không ở đâu nhiều như ở Việt Nam các bạn ạ. Hôm qua tôi giảng cho một lớp cái chương 6, tôi bảo các bạn thấy không hình dung sao ở Việt Nam có nhiều cục vụ viện thế, mà cứ mỗi cái chức ấy thì kèm theo 4 cái thứ đi theo, các bạn là cái gì không? Tôi lấy ví dụ tôi bổ nhiệm mà cô Đặng Thị Thúy An lên cục trưởng nha. Thế thì nó kèm theo 4 thứ: một, đinh, điền, tiền, triện. Đinh là một suất cục trưởng này, điền là đất này, tiền này phụ cấp. Ví dụ vụ trưởng phụ cấp là 1, bằng chúng ta phân đấu 10 năm 1,1 chấm đấy. Đinh, điền, tiền, không biết chuyện là con dấu, mà nó kéo theo vô cùng là nhiều. Thứ hai là pháp quyền. Cái pháp luật của Việt Nam chúng ta thấy, các bạn ơi, các bạn nào làm người y như các bạn thấy, nó kỳ cục lắm, nhiều luật ra đời nhưng chẳng đi vào cuộc sống gì cả. Nó không đi vào cuộc sống, nó không phản ánh cuộc sống. Thậm chí chưa thông qua được các đại biểu quốc hội như bà Thúy An mà, bà Bùi Thị An bảo phải xin lỗi chúng tôi đã ấn nút sai. Giờ tôi nhìn lại thấy quá nhiều lỗi. Đạo đức nghệ thuật tương ứng với nó vân vân. Thế bây giờ chúng ta, mục tiêu của chúng ta là đề cập đến cái quan hệ giữa hai cái này. Cơ sở tầng kiến trúc thượng tầng là hai mặt. Tức là quan hệ sản xuất này và chính trị, rồi pháp luật, đạo đức là hai mặt của một cái chế độ xã hội. Chúng thống nhất chặt chẽ với nhau, trong đó cơ sở tầng quyết định kiến trúc thượng tầng và kiến trúc nó tác động ngược lại. Hoặc các bạn có thể nói một câu rất hay: tồn tại điều kiện cơ sở tầng như thế nào thì ý thức xã hội như thế. Tôi trở lại các bạn, nếu ai ở nông thôn, các bạn thấy cái câu này rất hay đúng không? Nếu ở nông thôn thì các bạn có thể đi tiểu, đi phóng quế rất thoải mái. Tôi nói ví dụ con về nhà anh bạn có thích đi tiểu thế nào, nó bảo ông cứ giang sâu hay ra vườn, ông muốn đi chỗ nào ông đi, phóng quế thoải mái, làm cái gì cũng thế, rất thoải mái. Nhưng ra thành phố thì không có cái chuyện đấy, nó hoàn toàn khác. Như thế chúng ta làm cái gì cũng bị chi phối bởi vì cái tồn tại xã hội, cái điều kiện này, cơ sở tầng này. Thế thì khi cái cơ sở tầng nó thay đổi thì ngay lập tức kiến trúc từ tầng, ý thức, cái nhận thức của chúng ta tác động cơ sở. Nếu ai ra sân bay một lần, các bạn biết, các bạn không có cái cơ hội để vứt xác ra đâu, vì camera nó giám sát, người ta nhắc nhở ngay, và ngay lập tức các bạn hình thành ý thức tìm cái thùng rác để bỏ, không có cái chỗ bừa bãi đâu. Cái quan hệ này thực chất là quan hệ giữa kinh tế với chính trị. Trong cái quan hệ ấy, kinh tế chính là nội dung, cơ sở tầng là cái nội dung, cái quyết định. Cái ý thứ hai, vậy thì quan vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng của kinh tế đối với chính trị ở thể hiện chỗ là: một, mỗi cơ sở hạ tầng sẽ hình thành một kiến trúc thượng tầng tương ứng. Đấy, các bạn thấy tồn tại nào, ý thức ấy, điều kiện vật chất như thế nào thì hình thành ý thức học tập, ý thức chính trị, ý thức đạo đức nó như thế. Trong xã hội có giai cấp,
thì giai cấp thống trị và kinh tế sẽ thống trị tất cả. Nói thống trị chúng ta cũng đừng nghĩ thống trị đàn áp, thống trị tức là quản lý giai cấp nào chi phối kinh tế. Tôi hỏi các bạn, hỏi bạn An, bạn Hường, bạn Trâm này, trong gia đình thôi, ai thu nhập cao người đó quyết định kinh tế. Không biết các bạn có thấy không? Thế bây giờ ví dụ cô An tháng được 20 triệu, chồng cô 50 triệu. Cô A An bảo anh ơi em muốn mua một cái ô tô, anh bảo thì cô đi lấy tiền và mua. Bây giờ tôi làm gì có tiền? Người cầm trịch kinh tế, người đóng vai trò quyết định chi phối trên tất cả lĩnh vực. Đấy các bạn thấy, tất nhiên nó không phải là toàn bộ, nhưng ở đây tôi muốn lấy một ví dụ rất đơn giản thế thôi. Vừa rồi chúng ta đề cập tăng lương, cũng gọi là sản xuất có tăng trưởng đâu mà lương. Thế là gọi cái ông Bộ Tài chính sang, nếu bây giờ tăng lương lên 7% thì tổng ngân sách nó sẽ dư trội ra là mỗi tháng là bao nhiêu tiền để lấy ở đâu ra. Mọi cuộc đấu tranh trong xã hội, mọi cuộc đấu tranh thì giai cấp trong xã hội đều bắt đầu từ kinh tế. Các bạn, tại sao Mỹ tìm mọi cách cấm vận Nga, tìm mọi cách chống lại Nga về dòng chảy phương Bắc Hàn? Đều là cạnh tranh về kinh tế. Để gì? Để Mỹ bán khí hoa lỏng sang các nước châu Âu, nhưng với giá đắt hơn rất nhiều. Đều bắt đầu từ kinh tế. Obama lên nhậm chức thì ông nói câu đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận với vấn đề gì? Năng lượng. Tất cả cuộc chiến tranh thì xưa nay đều bắt đầu từ năng lượng. Bây giờ cũng thế. Nóng bỏng lắm các bạn ạ. Châu Âu và Nga vừa rồi căng thẳng một cái chuyện gì? Khí đốt, năng lượng đấy. Nga thì cứ yêu cầu khí đốt dài hạn, bên kia ông bảo không đến tháng nào ông mua tháng ấy. Thì bây giờ nó lên đắt, đắt lên đi. Mấy trăm phần trăm đều ông kêu. Đấy tôi muốn nói không ạ. Xét trên cùng đều bắt đầu từ kinh tế. Mâu thuẫn chính trị đều bắt đầu từ kinh tế. Nội dung thứ hai, cơ sở hạ tầng thay đổi thì sớm muộn kinh tế cũng thay đổi theo. À, tôi lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi, tất nhiên nó không hoàn toàn chính xác đâu. Khi chúng ta sống ở trong một cái môi trường thành phố, nếu anh nào ở chung cư thì toàn bộ sinh hoạt ở anh trong một cái không gian nó rất hẹp. Anh không có lý do gì anh vứt rác ra ngoài cửa ở cái hành lang nữa. Anh hình thành ý thức. Anh nói to, anh gọi điện to, anh đóng cửa, anh ở trong nhà, anh không ra ngoài hành lang, anh buôn dưa lên, anh nào mà mầm, hoàn toàn khác. Nhưng khi bắt đầu anh chuyển về nông thôn hay cái vùng sâu, vùng nào đó, anh thấy tư tưởng của anh lại khác. Mà nếu nói rộng ra các bạn thấy, nếu bạn nào có bố mẹ đã về hưu, các bạn thấy rất khác. À, chúng ta về hưu thường thường lương chỉ bằng 1/3 cái lúc đi làm. Ngay lập tức tư suy nghĩ thay đổi, ngay lập tức nhận thức thay đổi, ngay lập tức quan hệ thay đổi. Kinh tế thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi chính trị, kinh tế, cơ vân vân, tất cả thứ. Cái thứ ba, cái tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng, tức là của chính trị đối kinh tế, thì các bạn đọc trong phần sau tôi không đề cập đến nữa. Bây giờ tôi muốn nói với các bạn một cái ý như này. Vậy thì muốn để cho xã hội phát triển thì đầu tiên là phải phát triển lực lượng sản xuất, đúng không? Sự thay đổi, sự phát triển lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định sự thay đổi hình thái kinh tế xã hội. Sự phát triển lực lượng sản xuất quyết định tất cả tư tưởng, suy nghĩ rồi mọi thứ mà chúng ta làm. Chúng ta không tăng lương cũng vì phát triển sản xuất. Thế bây giờ chúng ta phải nhìn lại thực tế xem nào. Việt Nam phát triển lực lượng sản xuất như thế nào? Bắt đầu từ giáo dục. Quốc gia nào cũng bắt đầu từ giáo dục hết. Một, tôi muốn nói về giáo dục phổ thông. Cái này là buồn nhất các bạn. Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chúng ta gọi là học sinh phổ thông. Phổ thông là cái gì? Học sinh phổ thông thì anh phải có kiến thức phổ thông. Phổ thông nghĩa là phổ biến, cần thiết cho tất cả con em chúng ta từ cấp lớp 1 cho đến lớp 12. Nhưng thực tế thưa các bạn,
cái ngành giáo dục dạy học của chúng ta hiện nay có phải là phổ thông hay không. Tất cả đua nhau nhồi nhét kiến thức, đào tạo ra một lũ gọi là có thể nó cái phát triển về trí tuệ nhưng mà ra ngoài thì ngáo ngơ. Áp đặt vào chương trình hàng triệu Việt Nam có phải là phổ thông hay không? Ngoài đời qua cần đến nó. Tôi xin lỗi các bạn, chúng tôi là dân chuyên toán từ cấp 3. Hơn nhau một nửa xin bằng cốt cốt đối, xin bộ phủ cháu khác ghi tai, cháu một tam giác vuông thế nào kia. Nhưng ra ngoài giờ có ai dùng đến nó không? Không. Bây giờ các bạn đi ra ngoài chợ thôi. Năm 2000 tôi đi sang Thái Lan tôi ngã ngửa. Nó chả biết tiếng Việt là cái gì cả. Nhưng chỉ cho nó thịt là nó cắt, nó đưa máy, nó tính là nó tiền. Thế chúng ta đi sang nước ngoài thì họ bảo chứ tại sao chúng mày học toán nhiều thế? Thế mình không hiểu tại sao nó bảo này. Thế anh học toán nhiều để cho dân chuyên toán. Còn chúng ta không cần phải học, chúng ta chỉ biết sử dụng thôi. Nó lấy cái máy tính, nó sinh ra khai căn để làm gì? Cái máy nó làm. Bây giờ chúng ta thấy ra chợ đi, người ta có học nhân chia cộng trừ đâu. Máy tính nó làm. Cũng như khám chữa bệnh là công việc của bác sĩ. Thì các bạn thấy hiện nay người ta quảng cáo coi như cả cái bộ y tế bỏ đi được rồi, chữa bách bệnh. Có phải là bác sĩ không? Học xong có cần đến đạo hàm không? Thưa các bạn, có cần đến tích phân không? Có cần đến vi phân không? Thưa các bạn, tất cả cái này đều trở nên vô ích. Có thể nói một khái quát, con em chúng ta ra ngoài đời hiện nay rất vụng về, rất thiếu kỹ năng sống. Tôi xin nói thật với các bạn, không phải con em chúng ta, trong số chúng ta ở đây cũng thế thôi. Kỹ năng sống rất yếu, phải nói thẳng như thế. Vậy chúng ta có được học đâu. Tôi cũng phải nói các bạn, con tôi làm bác sĩ, nó hỏi tôi bảo tao không hiểu là mày ngoài 30 tuổi mày làm bác sĩ mà mày hỏi câu nó hết sức ngơ ngẩn. Nó có được học kỹ năng sống đâu. Nó cứ suốt đầu cả đời đi học xong là cắm cổ vào học bác sĩ, ra học nội trú nó cắm cổ bệnh viện thế thôi. Kỹ năng sống không có, ứng xử giao tiếp thì lại càng kém nữa. Cho nên cũng xin nói các bạn, năm kia tôi giảng cho một lớp chuyển đổi chức danh nghề nghiệp ấy, thì các bạn mới nói một câu đầu tiên là đi ngoài hành lang các bạn rồi, lại học chính trị chối tỉ lắm. Nhưng khi học xong một buổi cuối giờ lúc giải lao, các bạn nói thầy ơi chúng em học được nhiều lắm, chúng em thấy được rất nhiều. Một là gì? Kỹ năng đặt vấn đề, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng hỏi bệnh nhân, kỹ năng giải quyết tình huống, kỹ năng thu hút bệnh nhân. Tại sao cùng bác sĩ, cùng chuyên ngành như nào, sao nó mở phòng khám nó đông khách thế, mình chẳng có khách gì cả. Thế là kỹ năng hỏi bệnh, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng xử lý tình huống. Đây tôi xin nói là, cho nên trở lại cái thực tiễn này, nền giáo dục của chúng ta có một cái gì đó không ổn, giáo dục phổ thông không ổn. Đấy là thứ nhất nha. Thứ hai, sách giáo khoa. Thưa các bạn, khoảng 2 năm trước, 2 năm liền tôi giảng cho một lớp dự án 585 của Bộ Y tế. Thì tôi nói với các bạn, hầu hết các bạn ở vùng sâu, thì nếu bạn nào đồng ý lấy tôi mang cho sách lớp 10, lớp 9, 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Rất là đẹp. Nhưng mà bởi vì bộ quy định là gì? Các em trong khi học được viết thẳng vào sách giáo khoa. Trời ơi, nó lãng phí vô kỳ cục. Những người ở thành nhà có điều kiện thì mua bộ sách giáo khoa không sợ lắm. Nhưng dân nghèo lấy đâu ra. Cực kỳ lãng phí. Và cuối cùng quốc hội chất vấn rồi lợi ích nhóm cuối cùng từ năm ngoái chúng ta bỏ cái đấy rồi. So, trong khi các nước phát triển như Mỹ, như Pháp, như Anh, như Nga, người ta vẫn dùng thừa kế từ xưa nay. Thế hệ chúng tôi thế chứ. Đấy nhà cái bất cập thứ hai tôi muốn nói các bạn. Tôi chỉ đi một số cái điểm thôi. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói các bạn, trong số các bạn đây phải học mà các bạn đã mắc và các bạn còn mắc,
phải biết phi logic trong tư duy. Thế thì tôi giảng ở ngoài Hà Nội nhiều người, Sài Nam nhiều anh chị em hỏi thầy ơi, phi logic trong tư duy là cái gì ạ? Thế nào gọi là phi logic? Từ đầu đến giờ tôi nói với các bạn một ý là các bạn đã hiểu sai rồi này. Nho giáo là một học thuyết cai trị, cái cai trị quản lý thì nó có khác gì nhau đâu. Thế thì phi logic trong tư duy bây giờ muốn con thành công các bạn, bây giờ phải dạy con biết cái. Nhưng cái thì cái là thế nào? Từ xưa đến nay tổ tiên mình, cô giáo mình, thầy giáo mình, cái là hỗn láo. Mày bật lại tao à? Sếp bây giờ vẫn hay nói, rất nhiều nơi tôi gặp nó bật lại tôi bác ạ. Cái bật lại là cái gì? Nó cái lại à? Đúng hay sai? Cái lại là tốt hay sao? Thế ngày xưa có không? Ngày xưa có chứ. Thưa các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cái gì? Ở Việt Nam ấy là cơ quan phản biện, mà phản biện tức là cơ quan cãi lại. Tôi xin lỗi các bạn trẻ, tôi vẫn nhớ cái bài hát lúc bé. Thằng ấy ăn bụng cá khô mà thầy giáo bắt được yêu lại thầy. Thưa thầy em mới mở cung, thầy mà nó nói nữa em đập tung cả nồi. Nó cãi lại vì nó không ăn bụng. Nó chưa ăn bụng. Tôi ngồi hội đồng phản biện luận án tuần trước tôi ngồi hai cái, tôi phản biện tức là tôi cãi lại đấy. Cho nên chúng ta hiểu cãi là láo là sai. Một giáo sư của trường đại học Harvard, trường đại học lớn nhất của thế giới này, ông ấy nói này, muốn con thành công cần dạy con biết cãi. Cãi là kỹ năng hàng đầu trong 7 kỹ năng mềm. Tôi xin nói cho các bạn, nếu các bạn nói con mắng con im thì các bạn có vẻ thỏa mãn, nó ngoan, nó biết nghe lời thì cảm thấy sướng lắm. Nhưng con nó cãi thì các bạn thấy khó chịu, thậm chí nổ khùng lên. Nhưng mà có những cái nó nói đúng mình phải chấp nhận. Từ xưa đến nay chúng ta cứ tư duy muốn nói ngoan làm cha mà nói, đấy là cái chết. Muốn nói ngoan cứ làm cha mà nói. Cho nên các bạn thực tiễn là trong ngày y, tôi hỏi các bạn Việt Nam có một câu gì để ví ngày miệng quan chôn trẻ? Tôi hỏi các bạn chôn trẻ có nghĩa là cái gì? Hậu môn à, cái hậu môn. Nhưng mà thời kỳ nào? Thời kỳ người phụ nữ ở gì? Ở cữ. Cái gì trong mấy tháng đấy? Trẻ con nó sinh ra nó đi ngoài hậu môn nó tùy tiện. Ta ví miệng quan nó như chôn trẻ. Bây giờ thì người ta không lên án mạnh như thế, người ta nói thế nào các bạn có ai biết không, cái câu hiện đại gì ấy có biết không? Thịnh có biết không? Dạ thầy em không rõ được mấy cái. Bây giờ người ta nói thế này này, miệng của quan là sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng. Miệng quan trước đây miệng quan ví như chôn chéo, bây giờ miệng quan sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng. Cho nên phải dạy con biết cãi. Nếu như bây giờ nói là không phải là dạy nó cãi là thế nào, bây giờ bố mẹ phân tích này. Hôm nay ví dụ nhá, tôi nói là con này nhà, anh Khởi đi học về muộn, nổi cơn tạo ảnh thì đứng đổ định rồi thầy tát cho con, tại sao giờ này mày mới về, mày lại vào quán net chơi game cái gì? Nếu nó cứ lặng lặng nó cúi đầu nó đi vào không nói gì cả, anh Khởi có vẻ đắc chí gì, bài học 1-0 cái gì, nhưng nó đóng sầm cửa của nó giáo điều, bố nói linh linh câu ấy thì bố không nghe tiếng. Nhưng nếu một đứa nó cái nào con không đi chơi game, xe con này nó hỏng nó thủng xăm, hôm nay đường phố Hà Nội nó tắc, thế là nó phản ứng thế thì bố mẹ sai. Đây là cãi, đây là tư duy phản biện. Người Việt đã có một câu thế này, những cái trẻ lầm lì ít nói thường biểu hiện một cái tâm lý phức tạp mà sau này chúng ta gọi trầm cảm. Đây là phi logic trong tư duy. Tôi nhắc lại các bạn, không phải bố mẹ là chân lý, không phải thầy cô là chân lý. Chúng ta phải xem xét lại cái cách thức, cái đặt vấn đề.
Từ xưa nay muốn nói ngoa thì làm cha mà nói. Cha mẹ nói đúng, bây giờ không phải đâu, xem lại đi. Bạn đấy, ở cấp 1 ấy, tôi nói bạn lúc con là tôi học ngoại ngữ. Mẹ bảo đọc sai, nó bảo cô đọc đúng thế. Xong bà xã tôi bảo, cô mày chưa là cái gì cả. Mẹ mày suốt ngày như làm cho tổ chức quốc tế, mẹ mày tiếng Anh giỏi như thế mà còn cãi. Không, cô giáo là chân lý. Đây các bạn thấy không? Cô là chân lý mà. Giống như có một cái, như nhiều cái chàng trai lấy chưa lấy vợ thì bố mẹ nói không bao giờ nghe, lấy vợ cứ chăm sóc chấp hành mệnh lệnh của vợ, đấy là chân lý. Nhưng bây giờ phải thay đổi đi. Ngày xưa bảo thế gian nhất vợ nhì dài, nhưng bây giờ nó thay đổi đi rồi. Thay đổi cái cách suy nghĩ đi. Ông Thịnh à, ông Đỗ Phú Thịnh ơi. Vâng thầy, em nghe rồi ạ. Thưa các bạn, đây tôi muốn nói này, đây là phải thay đổi rồi. Cha mẹ thế hệ chúng tôi cũng giống thế hệ các bạn ở chỗ này. Làm cha làm mẹ thì mong những điều, làm những điều tốt nhất cho con, rất đúng. Nhưng sai lầm của chúng không bao giờ lắng nghe chúng nó muốn nói cái gì, chúng nó muốn gì. Đấy. Đầu giờ tôi nói các bạn xung đột thế hệ, các bạn cho là chân lý gì? Nó không phải chân lý. Cách nhà tôi mấy nhà mà anh bạn là Nguyễn Nhi mới nghỉ hưu năm ngoái, cứ thỉnh thoảng bức xúc lại sang tôi nói chuyện. Tôi nói luôn, ông không được đặt ông vào nó. Nó là con ông, nó chơi nhau với ông khoảng hơn 30 năm, nó tiếp cận vấn đề, nó nhận thức vấn đề khác. Ông nhận thức vấn đề khác, tại sao ông lại bắt nó phải theo cái gu của ông? Không được, điều ấy không thể xảy ra. Cho nên tôi cũng xin nói lại các bạn, rất nhiều vấn đề các bạn phải nhận thức lại. Thứ nhất, xem về mặt xã hội từ xưa đến nay chúng ta nói là gì? Từ xưa đến nay chúng ta nói chả cậy cha gì. Bây giờ mà chúng ngày xưa nói chả cậy cha, già cậy con. Bây giờ một người bố người mẹ nào mong đẻ con ra để trông cậy con, đấy là sai lầm. Mà người ấy sớm hay muộn sau khi sinh ra cái tai biến. Chỉ cậy cha, già cậy con không đúng. Bây giờ là chỉ cậy cha thì rất đúng. Vế thứ hai là già để con nó cậy. Nào các bạn ơi, già để con nó cậy, nên nhờ bà. Thứ hai, bây giờ các bạn thấy đây nó đúng quy luật đấy. Trẻ ngồi uống trà, già tập thể dục. Không biết cô Trâm có thấy đúng không? Là cô Trâm không thấy có đèn tối om thế mà còn đeo kính để chán lắm hả? À, có phải trẻ ngồi uống trà, già tập thể dục, già lo ốm yếu cho nên phải chịu khó tập thể dục. Cái trẻ ngồi uống trà nó bảo bác ơi bác chạy nhầm đường rồi, và ngày nào tôi chả chạy đường ở đây, nó bảo đây mới là đường xuống con biển. Trẻ thì ngồi uống trà, già tập thể dục, trẻ lo nằm nhà, già thì làm sao? Tôi hỏi thật các bạn đấy. Trẻ thì không có nhà, các bạn ra Hà Nội công tác không có nhà, nhiều bạn không có nhà thì phải lo làm nhà. Nó khác với cái thời trước tôi, xin lỗi các bạn, tôi ra trường khi dạy trường y có phải có một cái cam đoan không được xin nhà. Trời ơi, cuộc đời này nó hai mặt hay đó, nó trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, trong cái họa này có cái phúc. Tôi muốn nói một câu chuyện thật đi, hai vợ chồng này lấy nhau mãi mới sinh được một đứa con, đứa con trai. Lấy nhau mãi mới sinh được một đứa con, người ta gọi là họa gì. Thế nên sinh được một cậu ấm mà thì nó sướng quá, thì nó phúc. Nhưng mà trong quá trình ấy, cái đứa con này lớn lên đến tuổi phải đi nghĩa vụ là tai họa rồi, đúng không? Thì rất vô tình là có một cái con ngựa nó lạc vào cái trang trại nhà ông ấy. Thế thì ông này bảo nhà có phúc rồi. Mà người Việt thường có một câu gì thì mèo đến thì khó, chó đến thì sang, ví dụ thế. Như vậy là con ngựa vào là phúc, con trai tập cưỡi ngựa ngã gãy chân họa. Đến tuổi nghĩa vụ quân sự vì gãy chân nhưng không phải đi nghĩa vụ lại là phúc.
cho nên cái phúc cái họa nó cứ như một cặp. Thế tôi mới trở lại này, nhưng tôi không được phân nhà thì may mắn mình có nhà từ thế. Còn các bạn thấy rất nhiều thầy, và có thể nói ở thành phố lớn nào cũng thế, những người được phân những cái căn hộ ngày xưa gọi nóc dép hay căn hộ tập thể chả phát triển thế nào cả, bởi vì có rồi. Thế thì đến thế trẻ các bạn phải lo làm nhà, già thì làm sao? Thưa các bạn, nó có ba hướng dễ. Nông thôn rất thích mừng thọ, tự hào con cháu lắm. Thưa các bạn, ở thành phố bây giờ nhiều cụ không mừng thọ nữa. Không biết bạn Trâm có cảm nhận thấy cái này không? Đỗ Phú Thịnh có nhận thấy cái này không? Thành phố nhiều nơi giờ không mừng thọ. Có mà, của cô em thì vẫn mừng vậy. Ừ. Ô, tháng trước ông ấy tôi vừa đến mừng thọ ông mà giờ ông quy tiên rồi. Thế thì người ta mới rút ra một câu này: đã thọ rồi thì quy tiên là bình thường. Thế thì già này ở nông thôn là mừng thọ, như thành phố giờ sinh nhật. Tại sao? Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tôi xin lỗi các bạn, bà ngoại tôi nói với bà hàng xóm mà, ủa cái cháu nó sinh nhật, tổ chức sinh nhật tôi vui lắm. Đấy, tình trong như đã, mặt ngoài còn em. Thế còn đối với chuyện có chức sắc, ví dụ anh Khởi, anh Tịnh này, sau này có nhiều tiền thì già thì nó lại có một cái hướng đi mà đối với những người có nhiều tiền đấy, hư hỏng ấy, để lo bộ bê. Đấy, các bạn thấy không? Nó là đúng quy luật đây. Trẻ lo làm nhà, già thì nhiều hướng dễ. Trẻ ngồi uống trà, già tập thể dục. Và một cái đúng quy luật nữa, thưa các bạn, tất cả chúng ta đang có xu hướng hoài cổ. Các bạn thì chưa, nhưng đến một lúc đó các bạn lại hoài cổ. Đôi lúc lòng tôi thấy khát khao, con tim sao xuyến giảm nôn nao. Ước gì trở lại ngày xưa nhỉ, để biết tuổi tin nói thế nào. Nhất cái đợt Covid này chúng ta thấy tự nhiên nhiều người sống chậm lại. Thế các bạn thấy nó có một cái. Thế thì các bạn khác, tôi khác và thế hệ các bạn khác. Cho nên chúng ta này chăm những điều tốt đẹp nhất cho con cái, nhưng lại không lắng nghe nó muốn cái gì, nó nói cái gì. Đấy là cái một cái tôi muốn nói các bạn phi logic trong tư duy nhá. Cái này tôi không đề cập đến nữa, nó buồn đời lắm rồi. Và cuối cùng tôi muốn đưa cho các bạn một cái câu chuyện này nữa. Tôi trở lại cái điểm thứ 4 mà tôi muốn nói ở đây các bạn, ở Việt Nam xa rời nguyên lý học kết hợp với hành. Hầu hết các trường đào tạo chúng ta trừ ngành y, nhưng ngành y bây giờ nó không chuẩn chỉ nữa, là không gắn với thực tiễn. Tôi nói ví dụ trước đây đào tạo nội trú cái thời chúng tôi dạy đầu tiên chỉ có 7 đến 10 người, bây giờ là khoảng 500 nội trú, nó hoàn toàn khác. Nhưng mà theo mô hình của Pháp và một số nước nó yếu yếu tí còn hơn là cao học, ví dụ thế, người ta cũng quan niệm. Nhưng mà bây giờ tôi thấy nó khác, tức là cái điều kiện để nó tiếp cận nó rất khác. Mô hình giáo dục học kết hợp với hành mà từ xưa nay chúng ta sờ sao giờ nguyên lý là hiện nay người ta cần phải đoạn tuyệt. Một yếu tố nữa mà tôi muốn đề cập tới các bạn ở đây, là những quyết định, tôi đang nói ngành giáo dục nhé, những quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phi thực tiễn, không có trong thực tiễn. Một, chính quy và tài chức như nhau, được cấp bằng như nhau. Rất nhiều các thầy cô, những người có kinh nghiệm trong ngành nói đồng ý, nhưng đầu vào và đầu ra phải như nhau. Bây giờ các bạn tốt nghiệp bác sĩ ấy, ở trường y hay là trường nào đó thì có một cái người ta học y tá, người ta cao lên nó cứ dần dần người ta đi học tài chức lại bằng bằng như chúng ta, không được. Đầu vào đầu ra như nhau thì tôi mới nói bằng như nhau. Thứ hai, cách đây 2 năm khi tôi đang giảng cho học viên cao học trường y, tôi nói luôn đây là một quyết định không đúng. Hiệu trưởng giám đốc các trường đại học và cao đẳng đưa ra một tuyên bố chung: học sinh giỏi lớp 12 mới được thi vào các trường sư phạm. Lúc đó tôi nói ngay các học viên cao học, đây là một quyết định không đúng. Tại sao? Thứ nhất, học sư phạm ra thất nghiệp gần như 100%.
cho nên không có ai thi. Bây giờ anh được bảo là học sinh giỏi thi, quả nhiên năm sau chả có đứa nào nó thi vào đấy cả. Các bạn biết ngay lập tức năm sau không có một người nào thi sư phạm. Và để chữa cái sai này, Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra một cái chữa sai khác. Hậu quả là gì? Học sinh không thi vào sư phạm nữa. Và chữa cháy bằng cách từ năm 21 đến năm 22, tức là từ năm nay, sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí bằng mức thu thường vân vân 3,63 triệu đồng một tháng. Nhá. Nhưng đây là nhân văn nhưng mà sai chỗ này. Sinh viên được hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp sẽ phải bồi hoàn kinh tế. Tôi hỏi, thả hổ vào rừng à? Có khác gì đuổi hình bắt bóng không? Có chữ không? Thế tôi nói ví dụ anh Năm, anh tốt nghiệp sư phạm ra rồi, anh không làm 2 năm bây giờ bỏ đi đòi tiền. Tôi hỏi có đòi được không? Chữa cái sai này bằng cái sai khác. Nhiều lắm các bạn ạ. À. Đây. Sinh viên vi phạm lần đầu và khóa học, và sinh viên nếu sinh viên sinh hoạt mại dâm đến là lần thứ tư thì phải học. Tôi nói các bạn đấy, có một cái đất nước nào một ông bộ trưởng có một quyết định như thế này không? Tôi hỏi anh Đỗ Phú Thịnh có nghe thấy không, anh Khởi có nghe thấy không, có cái đất nước có nghe nào thấy ạ? Có đất nước nào nó ra một quyết định như thế này không? Khổ thân tôi thế không nhỉ? Thưa các bạn, đây đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền nói thế này: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ không nhận lỗi mà chuyển cho người khác về đề xuất bán dâm lần thứ tư. Người học dưới mày dâu mình, tôi hỏi thật các bạn, lấy cái gì chứng minh nó bán dâm 4 lần hay là N là trời ơi, sao mà lại có quyết định nó tối tăm đến như thế? Và trước khi chốt được cái mục về Việt Nam phát triển lực lượng sản xuất như thế nào, tôi muốn nói với các bạn một tí nữa. Vậy triết lý giáo dục của Việt Nam là cái gì? Tôi hỏi thật các bạn. Năm 1963 chúng ta có luật giáo dục. Tôi nói thật với các bạn là chúng ta toàn trên trời, không gắn với thực tiễn nhỉ. Luật giáo dục khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Thưa các bạn, hai cái dòng dưới là tôi ghi này: giáo dục là quốc sách hàng đầu là thế nào, anh phải cụ thể hóa nó ra. Một, nguồn đầu tư cho nó phải nhiều, đào tạo cho nó phải gì, chất lượng cơ sở vật chất của nó vân vân và vân vân. Thế tôi đặt câu hỏi đầu tư ra sao, giải pháp cách thức như thế nào, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển nghĩa là thế nào. Ở đây tôi ghi rõ, tôi gọi đây là đánh trống bỏ dùi, toàn hô khẩu hiệu nhưng mà không bao giờ cụ thể cái gì. Bây giờ giống như nhiều lãnh đạo chúng ta nói đi đâu thế, đến đâu thế, thưa các đồng chí trồng cái gì nuôi con gì, trồng cái gì nuôi con gì, đến đây mà xem đâu trồng nuôi cái gì nuôi con gì. Dẫn hỏi bảo thế anh ơi, thế trồng cái gì nuôi con gì được ạ? Bảo cái đấy là việc của các anh, tôi chỉ nói thôi. Tôi đi giảng ở Tuyên Quang cách đây hơn chục năm, câu chuyện thật đấy. Họ bảo là trồng cây gì chúng em biết rồi, trồng cây thanh hao, cây thuốc phiện, nuôi con gì chúng em cũng biết, lãi nhanh nhất là nuôi con cà ve. Thế các bạn thấy toàn hô khẩu hiệu không cụ thể, không thực tiễn, rất chung chung. Các bạn nhìn vào triết lý giáo dục của Mỹ, thưa các bạn, nó có 5 chữ H. Hay lắm các bạn, rất ngắn gọn. H thứ nhất là đầu, cái đầu cái hết. Hãy đầu tư tối đa để phát triển trí tuệ, tư duy, khả năng tư duy tích cực và khả năng phản biện, đóng mở ngoặc cãi. Các bạn nhớ đấy, hết là trái tim. Mình sẽ giúp con người có cái nền tảng cảm xúc, trí tuệ, nhiệt huyết, ứng xử một cách linh hoạt vấn đề. Ba, đồ tài hèn, phải có bàn tay, lao động thực sự để rèn luyện kỹ năng. Và cuối cùng là sức, thứ nào thứ tư là sức khỏe. Và cuối cùng nó nói là chốt lại là con người. Bốn yếu tố truyền tạo nên năng lực nhân văn trong một con người cụ thể. Thưa các bạn,
Chiến nghĩa giáo dục Phần Lan nhiệm kỳ đầu tiên, nhiệm kỳ đầu khi ông Hùng Quang Nhạ đưa lên là định nhập khẩu với chiến lý giáo dục Phần Lan về chúng ta phản đối. Chiến lý giáo dục của Phần Lan là cái gì các bạn? Không đưa con người vào khuôn khổ mà giúp họ phát hiện tố chất, thế thôi. Còn ở Việt Nam dứt khoát phải đưa vào khuôn khổ. Cho đến nay ở Việt Nam vẫn thế, phải đưa vào khuôn khổ. Bên đây người ta phát hiện tố chất. Tố chất là cái gì? Cái năng lực, cái khả năng, cái năng khiếu, cái yếu tố bẩm sinh nó có. Để phát hiện nó. Xin lỗi tất cả các bạn, bây giờ tôi đưa cái câu chuyện này ra để các bạn tìm hiểu nhá. Có thể nhiều người không nghe rõ tôi đọc này. Có ba con chó đi săn đuổi bắt một con sóc. Con sóc liền chui vào một cái lỗ trên cây. Cái lỗ này chỉ thì cái lỗ cây chỉ có duy nhất một cửa. Nhưng ngay sau khi đó có một con thỏ chui từ trong cái cây ra. Con thỏ chạy như bay về phía dưới rồi leo lên một cái cây khác. Trong cái con thỏ ở trên cây sự hoảng loạn không vững đã rơi xuống vào đầu con chó. Các bạn xem câu chuyện này, tôi hỏi các bạn đây này, các bạn học được gì khi nghe xong câu chuyện tôi vừa nói? Thứ hai, câu chuyện này có vấn đề gì không? Đấy, thôi chúng ta gọi 5 phút tương tác với nhau. Tôi sẽ gọi một vài bạn, đấy các bạn đọc xem các bạn có cái gì. Đầu tiên tôi lấy ý kiến thoải mái trước. Các bạn đọc xong cái câu chuyện này, các bạn trả lời cho tôi. Thứ nhất, cái việc tôi đang kể cho các bạn nghe câu chuyện này, các bạn phản biện lại tôi. Cái chuyện thầy nói ra vô lý ở chỗ này, vô lý chỗ kia. Rồi bây giờ các bạn cho phản biện cho tôi đi. Em thấy có chỗ vô lý là con thỏ chạy lên cây thầy. Đúng rồi. Một. À, đề bài đầu tiên là đang bắt con sóc tự nhiên lại quay sang con thỏ, nó không liên quan đến nhau lắm. Rồi tiếp, với lại có con thỏ rơi vào đầu ba con chó, rơi vào đầu ba con chó săn nữa, một con thỏ rơi vào đầu ba con chó liền nữa. Không thể nào một con thỏ nó rơi vào đầu con chó mà ba con chó phải đi chụp cắt lão vì suy huyết não. Nó phải vào bệnh viện nhờ các anh chẩn đoán hình ảnh chụp xem nó có xuất huyết không, đúng không? Các bạn còn thấy cái gì nữa không? Thỏ rơi cao thế mà vẫn chạy được thì rồi. Thế anh Vũ Mạnh Trung dân chẩn đoán hình ảnh xem là đúng mà. À có em ạ. Thì nói xong nào. Cái câu chuyện này tôi đưa ra có cái gì không? Cần nói nữa không? Cần trao đổi nữa không? Chưa thấy bạn nữ nào tương tác nhỉ? Cô Hằng xem nào? Cô Hương xem nào? Hằng Hương Hiền toàn cái tên hay thế nhỉ? Thử xem nó cái này, cái câu chuyện này nó có cái gì không? Phát hiện ra cái gì không? Ở đây tôi lại nói chuyện với các bạn một cái câu chuyện rất thật. Tôi là người đứng tại chỗ vì tôi đang ngồi một quán nước. Cách đây mấy năm tôi chứng kiến cái này. Một cái cậu này này đi xe đạp nhưng mà không biết cậu ấy đang nghĩ cái gì hay là đang mà nhìn đâu này, cậu này mới tông một cái đuôi xe máy của một cái cô bạn cũng đang đi tốc độ chậm thôi, mà cô này nổi cơn tâm mạnh mắng cậu này: mày bị điên à, mày bị tâm thần à, mày đi mày cứ trốn cái mắt mày lên. Thế là hai người bắt đầu cãi nhau cái chuyện đấy. Ở đây nó giống cái chuyện này đấy các bạn. Nếu như các bạn dừng lại ở đây, các bạn phát hiện này, thì tất cả cái câu trả lời của các bạn vứt.
cái thằng đi xe đạp nó tông cái vào cái đuôi xe máy cô kia, vỡ cái đuôi hoặc vỡ cái cốp. Đây là cái mục tiêu mà phải mày phải bồi thường tao. Nhưng cứ cãi, thế là cái thằng kia nó rất quái, nó cãi vào cái chuyện tại sao cô nói với tôi chớn mắt đi, tôi chớn mắt ở chỗ nào. Thế là hai người cứ cãi nhau cái chuyện mắt, nó hướng cái mục tiêu sang cái việc khác. Các bạn thấy tất cả các bạn đều hướng mục tiêu con thỏ, con sóc, mà không đặt được cái mục tiêu đây này. Câu chuyện con sóc đi đâu, mục tiêu là tôi đi tìm con sóc, khổ quá. Mục tiêu các bạn đến đi học, rời bỏ mục tiêu thì còn làm cái gì nữa. Thế bây giờ mới vợ mới bảo anh ơi, anh đến ông ngoại, anh sang chạy sang ông ngoại, đón ông ngoại sang bên này. Đây là mục tiêu. Thì trên đường đi gặp thằng bạn và uống bia, thế là quên xử mất, thế là toi rồi. Hoặc trên đường gặp cái thằng bạn nó ốm đau, thế là đưa nó vào bệnh viện hoặc là đi giải quyết cái việc của nó. Ở đây tôi không muốn nói cái tình huống nó nặng, như tôi đang nói cái tình huống khác. Thế là các bạn đã đánh rời, xa rời mục tiêu rồi, chết rồi. Mục tiêu là vợ bảo anh ơi, anh sang anh đón ông ngoại về sang bên bên nhà ăn cơm. Thế là đi trên đường lại gặp một cái cô bạn gái nào tình cũ không rủ đến, chí rủ xong là vào uống cà phê, buôn dưa lê đứng dậy 12 giờ. Vợ nổi cơn tâm mày này như chúng ta đang xem phim cái gì đấy, tôi không nhớ cái gì thương cái gì tháng năm gì đấy. Cái Hồng Đăng thì cứ đi chơi game chặt ga, vợ ở nhà con uống. Thế thì bây giờ ông bảo giờ bố đang ở nhà mẹ, anh sang đón ông ngoại xong bên ăn cơm đi. Thế là đi chơi với ngồi bạn gái tỉ tê buôn dưa lê buôn chém chuối, thế là về quên mất rồi. Ôi chết rồi, anh chả nhớ mục tiêu đây. Thưa các bạn này, tôi nhắc các bạn lúc đầu tôi nói cái này rồi. Đô 500 nói cái gì, mục tiêu trên hết là nước Mỹ, mục tiêu trước tiên là nước Mỹ trên hết. Mục tiêu một, con thỏ này không biết trèo cây, mà nó có biết trèo cây chúng ta không quan tâm. Vì tôi không giảng các bạn ở cái chương trước, tôi muốn nói là thế nào là kinh viện, triết học kinh viện là thứ triết học nó không có trong thực tiễn. Những người là những nhà kinh viện dạy cãi nhau thế này, hoa hồng trên thượng giới có gai không, chuột trên thượng giới có mắt hay không. Nếu như chúng ta bảo nó có gai hay nó có mắt, kệ sự, nó liên quan gì đến mình, nó chả liên quan đến mình cả. Con thỏ có biết trèo cây tôi không quan tâm, con thỏ nó có rơi vào làm chết con chó tôi không quan tâm. Cái mà quan tâm tôi đi tìm con sóc không ạ. Cái quan tâm là gì, anh Thanh là đến đón ông Nhạc sang nhà ăn cơm, chứ không phải là anh đi anh gặp bạn gái buôn dưa lê anh chấm chuối. Bài học rút ra, một, mục tiêu là quan trọng nhất. Làm việc gì cũng phải xác định mục tiêu là trung tâm. Tất cả mọi sự chú ý, cả tâm và trí vào cái mục tiêu ấy. Cho nên tôi mới nói với các bạn thực tiễn đây. Nhiều người trong lúc phát triển tư duy, sự nghiệp thường đem tất cả sự chú ý vào mục tiêu nửa vời, giống như đi tìm con thỏ. Tôi có bảo đi tìm con thỏ không? Tôi bảo đi tìm con sóc. Rồi gì? Bỏ cái mục tiêu đặt ra là con sóc. Đấy các bạn thấy. Làm cái gì phải đi vào mục tiêu? Đây. Cho nên tôi trở lại các bạn thế này nhé. Người lãnh đạo chưa hẳn là người giỏi nhất trong nhóm, nhưng họ là người thu phục, kết nối, thấu hiểu và truyền cảm hứng người khác. Đây là yếu tố IQ, yếu tố cảm xúc. Bạn muốn bắt con học nó bảo nó không thích. Mà thanh niên nào nó không thích thì là nó không nhích. Thích thì mới nhích, mà thích thì làm sao mà cứ xoắn lên như thế. Thế hệ các bạn phải tiếp cận những cái ngôn từ như thế mới biết được tiên. Năm ngoái tôi giảng mấy cô đi muộn đổ, các em vào muộn này thì thầy không bao giờ độ được. Thế cả lớp cười mà thầy, thầy nói thế là thế nào? Của các em có nghe cái bài hát độ ta mà không độ nàng. Đây nhá các bạn đấy, cuộc đời của con người như một chiếc xe, các bạn có thể lái nhanh như chậm là tùy ý. Nhưng nếu không xác định mục tiêu điểm đến thì thưa các bạn, muôn đời không làm được việc gì cả. Thế tôi còn lẽo cày giữa đường. Người giỏi mà không giàu đây là vấn đề đấy. Người giàu chắc chắn người ta giỏi,
vì người ta xác định mục tiêu. Đây các bạn thấy cái này nó rõ lắm, ở Việt Nam rất tiến định như này. Cuộc đời như một chiếc xe, các bạn có thể lái nhanh hay lái chậm do mình. Nhưng nếu không xác định mục tiêu, tức là cái đích cần đến, thì các bạn có thể đi suốt cuộc đời mà vẫn không đạt đến được cái đích. Thưa các bạn, hậu quả của nền giáo dục Việt Nam đây. Năng suất lao động của 23 người Việt mới bằng một người Singapore. Tôi nói các bạn xấu hổ lắm. 5,5 người Việt cũng bằng một người Lào. Mà lúc nào cũng tự hào. Cứ mắc cái bệnh ăn bằng truyền thống, sống bằng tiềm năng. Cứ lúc nào ăn bằng truyền thống, sống bằng tiềm năng. Cứ lúc nào cũng dậy là dừng vào miền bạc đất phì nhiêu. Anh em viện trợ giúp đỡ nhiều. Mà sao chẳng có cái gì cả. Và thưa các bạn, tôi muốn nói một cái kết quả đây. Kết quả của cái gì? Của cái phát triển giáo dục ấy. Đây. Kết quả kinh tế Việt Nam vẫn nằm đáy đường cong nụ cười. Các bạn ơi, kinh tế Việt Nam vẫn nằm ở đáy đường cong của nụ cười. Nghĩa là thế nào? Năm nay chúng ta phấn đấu xuất khẩu 600 tỷ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhưng thưa các bạn, không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ tham gia một vòng công đoạn mà cái tỷ trọng rất thấp. Một nền kinh tế phát triển thì đầu tiên người ta nói ý tưởng, lúc đầu tôi nói ý tưởng của Marx đấy các bạn, nó phải có ý tưởng trước, phát thảo ý tưởng, kế hoạch hiện thực. Thứ hai là thương hiệu. Tại sao xe máy Việt Nam các bạn thấy thương hiệu hãng Honda nó lớn như thế? Các hãng khác rất khó trụ nổi. Tôi lấy ví dụ Yamaha, ngoài cái xe bây giờ nữ giới đi nhiều đấy gì Grande các bạn thấy, nhưng mà dân nó bảo là thay phụ tùng thì đắt đắt chưa từng thấy. Là Honda nó rất phổ biến, đi mấy chục năm nó vẫn thế. Thiết kế linh kiện, tất cả cái này chúng ta làm được mỗi cái này các bạn. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ là gia công, lao động cơ bản, lao động cơ bắp, lao động cơ học. Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ gia công. Các bạn thấy hàng vạn công nhân may, hàng vạn công nhân ở trong cái gì Samsung, chúng ta chỉ làm cái công đoạn gia công lắp ráp đơn giản nhất. Cho nên xuất khẩu châu 600 tỷ này không phải của chúng ta. Trước đây chúng ta xuất khẩu gạo, xuất khẩu tôm cá, bây giờ chúng ta xuất khẩu Internet Samsung thì lại xuất khẩu chúng ta đây. Chúng ta chỉ tham gia vào phần gia công lắp ráp. Thế các bạn thấy chúng ta sang phần 2.4, cấu trúc của một hình thái kinh tế xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên. Thì cái cấu trúc và quá trình cấu trúc hình thái kinh tế xã hội tôi không đề cập đến nữa, mà tôi muốn đề cập đến một cái nội dung này. Sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội, đầu tiên cái slide đầu tiên tôi đã nói các bạn, đó là quá trình lịch sử tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa thế nào? Tự nó bên trong, tự nó bên trong nó. Nam giới đến một tuổi nào đó thì bắt nó có nhu cầu tìm bạn gái, và ngược lại nữ giới cũng thế. Mà không thấy nó thì tìm hiểu, tức là sự phát triển của trong cơ thể nó chưa đến bộc lộ, hoặc là nếu nó thái quá thì nó có vấn đề, người ta gọi là gì mà các bạn trẻ này gọi là biến thái, ví dụ thế. Thì quan điểm của triết học Marx thế này: một, xã hội loài người đã và đang trong quá trình trải qua gì, hình thái nọ sang hình thái kia kế tiếp nhau, đó là lịch sử tự nhiên. Tự nhiên là không phụ thuộc vào chúng ta, không phụ thuộc con người. Quá trình ấy nó gì, nó vừa bị chi phối bởi quy luật riêng,
nó vừa bị chi phối bởi cái chung nhưng vừa bị chi đối phối bởi cái riêng. Cái thứ nhất. Thứ hai, từ đây người ta hướng đến cái này. Như vậy con đường phát triển của mỗi quốc gia dân tộc không chỉ bị chi phối bởi cái chung mà còn bị tác động của yếu tố riêng, nhân tố chủ quan. Các bạn chú ý cái này, nó không bị chi phối bởi cái chung. Tôi nói cái thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng lúc ấy có cái chính sách là gì? Không để cho người dân không có Tết. Khi đó tôi đang giảng ở trong trường gần Tết mà tôi nói luôn, chính sách thì đúng nhưng người thực thi thì không được, không thực thi sai bét. Tôi lấy ví dụ cấp cho mỗi gia đình 500 hay 300, tôi không nhớ chính xác lắm. Như vậy là cấp dưới, cấp cơ sở địa phương người ta chả phải làm gì cả. Cứ lấy danh sách người ta cấp thế thôi. Tôi loại trừ yếu tố nó ra là nó. Vậy thì địa phương anh giải quyết cái gì? Các bạn biết, tôi lấy ví dụ như bạn Huế. Một bạn nào đó quản lý gia đình. Thế bây giờ được cấp 300. Về chồng nó đi nó đánh đề hết. Nó làm vài chai rượu uống hết. Mà người Việt Nam thì rất giỏi đánh số đề, đúng không? Người ta đã tổng kết là gì? Đêm mơ ngày đánh tối chờ. Nghe xong kết quả thì đờ mặt ra. Đêm mơ ngày đánh tối thì chờ. Nghe xong kết quả thì đờ đẫn mặt ra. Nhưng nếu anh đưa, anh mua cho người ta cái nhu cầu ở đây, tôi cần nhu cầu gạo, tôi cần nhu cầu muối, tôi cần nhu cầu đường, tôi cần nhu cầu hạt giống, thì đây là vai trò của địa phương, của cơ sở. Anh phải chuyển thể nó ra. Anh không thể chấp nhận được kiểu như thế được. Thứ hai, phải nhắm đến đối tượng là quản lý gia đình. Tôi nói ngành ví dụ Hà Nội thôi, ở bên Đông Anh như rất gọi là ngoại thành Hà Nội, rất gần các bạn đấy. Trước đây là các tổ chức của chúng ta cấp cho mỗi gia đình 500. Sau này chúng ta mới thấy sai. Người ta có biết 500 mới để làm gì đâu. Thế sau này, tại sao cái từ các bạn thấy là cầm tay chỉ việc toàn ở nước ngoài nó đưa vào. Cầm tay chỉ việc. Bây giờ tao bảo tao mua cho mày một đôi gà mái này, hai con gà mái này đẻ này. Khi nó đẻ trứng ra thì nuôi ốc để bán dần đi này. Rồi nuôi con lợn cũng thế. Bây giờ giống như bây giờ người ta gọi là gì? Tôi nhớ cái chương trình gì cấp bò cho người dân đấy các bạn thấy. Cầm tay chỉ việc. Chứ còn như quan chức của chúng ta cứ đứng kia trồng cây dề, nuôi con dề. Cứ đến nhưng mà nói trồng cái gì, nuôi con gì. Thế xong đi giày dép, quần áo com lê sang trọng, xong bắt đầu vào ăn uống, ngủ xong đi về. Không gắn với thực tiễn thế nào cả. Ở đây tôi hỏi các bạn có ai biết cái gì? Chương trình OCOP hiện nay là cái gì? OCOP hiện nay là cái gì? Có ai biết không? Bạn Huế có biết không? Làm việc ở nhà thầy ạ. Cái gì? Làm việc tại nhà. Chết rồi, sai bếp đẹp. OCOP tức là mỗi cơ sở, mỗi làng xã làm một sản phẩm. Sản phẩm OCOP đấy. Có đúng không? Có đúng không bạn Hương? Có đúng không Nguyễn Đức Thuận? Mà người đầu tiên đưa ra cái chương trình này là của một cái anh dược sĩ. Anh xuống tận cơ sở, anh hướng dẫn cách làm để tạo ra một sản phẩm. Thế, anh ấy cầm tay ấy chỉ việc người nó phải như thế này, phải làm như thế kia này. Và các bạn biết nó khó khăn ban đầu thế nào, vạn sự khởi đầu nan. Nó khó khăn thế nào. Đến cái xã thì có một cái bà ấy bảo, ở đây chưa qua hết văn hóa cấp 2. Thế có cậu nó mới hết cấp 2 nhưng nó đi bộ đội về nó chưa hết cấp 2. Thì dựng nó lên làm giám đốc hợp tác xã. Nó còn bảo cháu không làm. Rồi đến lúc làm xong hàng hóa đã bán được đâu, không có tiền. Khi ông dược sĩ là lại phải ứng tiền cho vân vân và vân vân. Và cuối cùng hiện nay nó vươn lên cái gì? Tôi lấy ví dụ như các bạn gõ trên mạng thuốc chữa bệnh gia truyền dân tộc ở Lào Cai, Sơn La vân vân. Toàn hình thành từ đây.
đấy, nó cầm tay chỉ việc là như thế đấy. Chúng ta cứ trồng cái gì nuôi con gì, tôi đang nói cái ý thứ hai nhé, nó không bị chi phối bởi quy luật chung mà còn có cả yếu tố quy luật riêng, cái đặc thù. Đặc thù nhà tôi thế này, bây giờ thì tôi lấy ví dụ Tết này, bệnh viện nó cho mỗi bạn 10 triệu, thưởng cho mỗi bạn 10 triệu à, quả được Tết. Nhưng có nhà thì sẽ mua quần áo cho con, có nhà sẽ mua cái máy tính, có nhà sẽ dành cái tiền để sửa cái bếp, sửa cái nhà tắm. Không nhà nào giống nhau cả, cùng một cái chỉ đạo chung cấp cho các anh để tiêu Tết, nhưng mà mỗi nhà có một cách riêng. Cái ý thứ ba mà tôi muốn nói đây, như vậy quá trình thay thế các hình thái kinh tế xã hội của nhân loại không chỉ tuân theo quy luật khách quan mà còn tuân theo những yếu tố riêng, điều kiện cụ thể của nước. Mà đến đây chính chủ nghĩa Marx mới khẳng định như vậy, việc bỏ qua một hình thái hay hai hình thái nó cũng là tự nhiên, không phải ý muốn của chúng ta, để sau này chúng ta mới đưa ra cái quan niệm chúng ta là chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chủ nghĩa tư bản. Thì chúng ta là bỏ qua hay là bỏ qua là một vấn đề khác. Thưa các bạn, nếu ở trên chúng ta đang nói là khách quan yếu tố gì, quy luật, thì đến đây tôi muốn đề cập tới các bạn một chút vai trò của nhân tố chủ quan. Thưa các bạn, dựa vào thực tiễn lịch sử phát triển như vậy, thì ông Marx cũng nêu ra hai cái khả năng. Đây là Marx nêu ra khả năng phát triển rút ngắn trong điều kiện lịch sử nhất định. Còn ông Lenin, thông qua thực tiễn nước Nga, ông ấy nói thế này: con đường phát triển rút ngắn hay phát triển không qua tư bản chủ nghĩa sẽ là con đường hiện thực. Tại sao? Chúng ta mới trở lại với thực tiễn. Sẽ là một con đường phát triển hiện thực. Cái hiện thực ở chỗ nào? Chúng ta sang cái phần thứ ba. Cái chương này nó rất dài, tôi cố gắng tôi đi về chương 6 lại dài. Người khác chương 6 cũng lại rất mệt. Cái phần 3.1 giá trị khoa học và cách mạng khoa học thuyết. Thì cái phần này chúng ta đọc sách tôi không đề cập đến nữa, mà tôi sẽ sang cái phần lý luận của chủ nghĩa Marx đi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ở cái phần trên chúng ta đang lập luận để tìm ra tại sao nó có quy luật riêng. Nếu như trong cái slide thứ hai của chương này tôi nói các bạn Marx có ý tưởng, thì Marx dự đoán, dự báo, thì đến đây chúng ta lại lặp lại hiện tượng đấy. Dự báo, dự đoán của Marx và Engels về cách mạng vô sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thưa các bạn, sau khi xây dựng xong học thuyết hình thái kinh tế xã hội, thì chính Marx vận dụng học thuyết đấy vào nghiên cứu đời sống xã hội của xã hội loài người. Marx Engels dự báo, dự đoán con đường phát triển tất yếu của nhân loại là gì? Là sự ra đời của hình thái kinh tế xã hội cộng sản. Tôi xin nhắc lại, khái niệm chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không phải do Marx sáng tạo ra nhé, không phải do ông Marx Engels sáng tạo ra. Người sáng tạo ra cái khái niệm này là Pierre Leroux, người Pháp nửa cuối thế kỷ 19. Ông ấy nói thế này: sự phát triển của chủ nghĩa tư bản sớm muộn cũng dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Sau này Marx Engels mới nghiên cứu cái sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và thấy cái ông Pierre này ông nói đúng, thì thôi chúng ta mượn khái niệm ấy, mượn cái khái niệm ấy. Thưa các bạn, đây là dự báo của Marx nha. Một, sự phát triển của công nghiệp tư bản chủ nghĩa, hiểu gì nó cũng dẫn đến một cuộc cách mạng. Sự phát triển của đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa một mặt gì, nó quyết định thắng lợi của chủ nghĩa tư bản so với chủ nghĩa phong kiến. Nhưng mặt khác, nó tạo ra gì? Cái tính xã hội hóa rất cao của biểu xuất mâu thuẫn, năng suất lao động tăng lên, người lao động thu nhập thấp đi. Cho nên cái đầu tôi nói mâu thuẫn 3B, bất tình, bất bình, bạo loạn và dẫn đến biểu tình. Cái thứ hai, ông Marx dự đoán sự ra đời chủ nghĩa tư bản là tất yếu, nó đã có tiền đề từ chủ, từ gì? Từ chủ nghĩa tư bản tạo ra, vì công nghiệp phát triển mạnh vậy.
Và đây nó chỉ là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn trong lòng xã hội mà thôi. Cái thứ ba, chính Marx đưa ra một cái kết luận như vậy: từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội tất yếu phải có một bước quá độ, có một thời kỳ quá độ. Tôi giải thích các bạn, quá độ là cái gì? Quá độ là giai đoạn bước đệm. Các bạn sau khi tốt nghiệp đại học đi ra công tác, các bạn sẽ có một giai đoạn quá độ về chuyên môn. Nghĩa là thế nào? Những điều mà các bạn học trong sách, ở trong trường, gần như nó chỉ dừng lại ở những cái nét đại cương. Nhưng ra thực tiễn nó mới khác. Tôi nói con là tôi lúc nó học y, nó học bố, con học năm thứ năm. Khi con ra ngồi với chú này, chú ngồi phòng khám, tôi phải ra ngồi phòng khám với chú để nó quen đi. Vẻ nào bố ơi, một trời một vực. Nó khác nhau lắm. Thế các bạn thấy không? Nó hoàn toàn khác nhau. Thế thì các bạn từ khi tốt nghiệp ra trường nhận công tác và làm việc, lúc đi học các bạn chưa thấy trách nhiệm đâu. Thì có được quản lý cái gì đâu trách nhiệm. Nhưng khi ra công tác, nếu như trưởng khoa bệnh viện giao cho cô 3 giường này, 4 giường này, các cô phải chịu trách nhiệm. Lúc ấy các bạn thấy trách nhiệm. Và kiến thức của mình lúc ấy rất rộng, cái gì cũng thấy thiếu. Thì đây gọi là giai đoạn quá độ. Các bạn phải tranh thủ đọc lại sách, nhiều kiến thức, thậm chí hỏi lại thầy mà ngày xưa học để đối phó, để thi lấy điểm, để lấy bằng. Thì bây giờ lại phải quay lại đọc sách, phải xem lại như thế nào, hỏi các anh các chị đi trước. Thì cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn quá độ. Và ông Marx cũng nói này, các nước lạc hậu có thể phát triển theo con đường rút ngắn, không qua tư bản chủ nghĩa. Thưa các bạn, cả ba cái này đều là dự đoán nhé, chưa có thực tiễn. Tôi xin nhắc lại, đây là dự báo dự đoán, chứ không phải là khuôn vàng thước ngọc mà sau này chúng ta quan niệm đấy là của Marx. Của Marx, nhưng của Marx dự đoán, dự báo. Thưa các bạn, sang đến ông Lenin, ông ấy phát triển tư tưởng của Marx trong điều kiện lịch sử mới. Tôi xin trở lại cái ý trước tôi nói, phương pháp tiếp cận lịch sử, tức là thời của Marx khác, thời ông Lenin khác. Chính ngay thời ông Lenin nói nhé, chủ nghĩa xã hội bằng chính quyền Xô Viết cộng nhiệt xưa toàn quốc, các bạn tôi nêu đi rồi gì. Nhưng sau này ông bảo đường sắt phổ và giáo dục Mỹ, phương pháp tiếp cận lịch sử. Nhưng đến ra thời kỳ ông Lenin khác với thời kỳ của Marx. Ông ấy nói rằng thế này này, ông ấy thấy sự phát triển chủ nghĩa tư bản của thời Lenin là đế quốc rồi. Lenin đã phát hiện ra quy luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản, và ông kết luận đó là quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản. Đấy, sự phát triển không đồng đều như thế chỉ là quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản. Cho nên cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng vô sản có thể nổi ra giành thắng lợi ở một nước nào đó, nước là bình thường. Kết luận điểm này của Lenin, thưa các bạn, được chứng minh trong thực tiễn luôn. Cách mạng tháng 10 Nga điển hình, cách mạng tháng 8 năm 45 Việt Nam là một điển hình, chứng minh rất sinh động. Thứ hai, vận dụng cái lý luận của Marx vào thực tiễn của nước Nga. Ông ấy Lenin, ông ấy chia cái thời kỳ, chia cái hình thái kinh tế xã hội thành các giai đoạn, và cái này chúng ta đi qua. Cái thứ ba, ông chỉ ra hai con đường, hai con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Một, nếu như một nước A, nguyễn là một nước, ví dụ tôi lấy ví dụ một nước nào đó, nó đã có chủ nghĩa tư bản rồi, khi giai cấp công nhân giành được chính quyền, lật đổ cái thể chế đi, thì phát triển sang chủ nghĩa xã hội thì rất thuận lợi. Thuận lợi cái gì? Nó có cơ sở vật chất. Đấy là một tình huống. Tình huống thứ hai, nhưng đối với nước nghèo như Việt Nam, lạc hậu như Việt Nam, Liên Xô trước đây cũng thế chứ, là nước tư bản trung bình, đi lên chủ nghĩa xã hội thì làm cái gì? Nhất cũng chỉ ra hai con đường quá độ trực tiếp nhá, trực tiếp là từ chủ nghĩa tư bản lên, nhưng gián tiếp phải đi qua nhiều câu không ra. Tôi xin nói là Việt Nam chúng ta sai lầm một cái giai đoạn này. Ông Lenin cũng nói thế nhá, đối với nước kém phát triển như nước Nga, Việt Nam kém
kém hơn nhiều thì phải có nhiều cách thức, phương pháp, biện pháp quá độ. Đây. Một, thừa nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Chúng ta không thừa nhận, thưa các bạn. Tôi nhấn mạnh các bạn một ý này. Đến đại hội 7, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 7, chúng ta bắt đầu mới thừa nhận kinh tế nhiều thành phần. Trước đây chúng ta không có đâu. Phát triển kinh tế tư nhân là nó đập chết luôn. Chỉ có hai thành phần kinh tế quốc gia và tập thể thôi. Thì ông Lenin bảo phải thừa nhận kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích sản xuất phát triển, thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Tôi nói với các bạn, hôm qua tôi giảng ở lớp kia tôi nói là cái thời chúng tôi đang học đại học với các bạn, sinh viên của chúng ta sáng tác ra cái câu gì không? Công an thuế vụ kiểm lâm, ba thằng ấy thì đâm thằng nào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, cả ba thằng ấy thằng nào cũng đâm. Đây là thời kỳ chúng ta áp dụng chính sách bế quan tỏa cản, ngăn sông cấm chợ, cấm phát triển kinh tế tư nhân. Cho nên thời chúng tôi đi học là cái bài hát Xây Hồ Kẻ Vũ chính sinh viên sáng tạo ra là gì? Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ đấy, thì sinh viên sáng tác xuyên tạc, ta nghe trong đó ăn cơm là chuyện lạ. Ngày xưa thì có khái niệm cơm, cơm là khái niệm xa xỉ. Một cô sinh viên tốt nghiệp qua văn ra buổi trưa nói chuyện với ông nội câu của cháu hay nhất của năm. Ông ơi, bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ? Năm 82, cuối tốt nghiệp đại học. Ông ơi, bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ? Ngày xưa là ngày nào? Chào sông mốt đỉnh cao muôn triệu, ta đứng đây mắt nhìn bốn hướng trong bắc, trong nam, trong cả địa cầu, vân 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 vân. Đỉnh cao muôn triệu, bây giờ phải nhìn lại, bao giờ cho đến ngày xưa? Bây giờ con nó hỏi các bạn, mẹ ơi bao giờ cho đến ngày xưa thì chết. Bọn này nhìn về tương lai, chào nước mắt mà nhìn quá khứ, vá hết cả mồ hôi sao. Tôi nhắc lại nhé, ông Lenin ông nói, nhưng chúng ta không thi hành, không thực hành. Thừa nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mãi sau chúng ta mới chấp nhận. Khuyến khích sản xuất chúng ta cấm, ngăn sông cấm chợ. Trọng nông ước thương, bế quan tổ cải, ký hệ thời phong kiến. Hai, phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản. Lenin nhấn mạnh rất nhiều lần. Tôi xin lỗi các bạn trẻ, tôi đang nói cái đoạn trên phi logic trong tư duy. Các bạn không được nghĩ lợi dụng là xấu. Tôi đang nói con của tôi bây giờ, tối cách đi mấy ngày hai vợ chồng đều nói con, bây giờ con phải biết lợi dụng bố mẹ đang còn khỏe, lập gia đình đi, sau đó đi làm nghiên cứu sinh đi, bố mẹ đang còn khỏe, lợi dụng không được hiểu theo nghĩa là xấu. Người ta thường có câu này, hai vợ chồng son thêm một đứa con thành bốn, mà thành phố thì nó thành sáu. Ai đưa con đi học, ai cho con ăn, ai cho cháu ăn, vân vân và vân vân. Thì tôi nói là con phải biết lợi dụng bố mẹ như thế. Ông Lenin ông nói là phải biết lợi dụng chủ nghĩa tư bản. Hướng nó vào chủ nghĩa tư bản nhà nước. Hướng là gì? Định hướng. Giống như Việt Nam phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thưa các bạn phải học cái câu này của ông Lenin. Chủ nghĩa tư bản là xấu so với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản rất xấu so với chủ nghĩa xã hội. Nhưng tôi hỏi đã có chủ nghĩa xã hội chưa? Còn lâu. Đến khi các bạn có thể ngồi sau nải chuối, ngắm gà, không mặc quần áo nữa, có khi chúng ta chưa có chủ nghĩa xã hội. Nào, tôi hỏi thật các bạn, đấy là sự thật. Năm 1978, Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc nói một câu này, không dưới 100 năm nữa Trung Quốc mới có chủ nghĩa xã hội. 1978, tôi xin nói các bạn, thôi chúng ta lấy chọn số 1980. Đến năm 2080, Trung Quốc mới có chủ nghĩa xã hội. Như vậy còn 60 năm nữa. 60 năm nữa tôi tính tuổi các bạn, bây giờ chúng mình là 20, 25. Tức là các bạn 85 hoặc là quy tiên hoặc là gì. Vào thế xã toàn lợi hết.
giả định Việt Nam phát triển bằng Trung Quốc. Ông Lenin nói dạy chủ nghĩa tư bản là xấu so với chủ nghĩa xã hội, nhưng chủ nghĩa xã hội chưa có, nhưng là rất tốt so với thời Trung cổ. Vậy thì phải so cái với Trung cổ, chứ cái tương lai nó có đâu. Đấy các bạn thấy, là tốt so với cái này, nhưng cái này chưa có, nó xấu so với cái kia. Rồi đấy, ví dụ đấy nhá, thì mình nói. Cho nên chúng ta phải biết lợi dụng, phải biết tranh thủ để phát triển nó. Tôi nhắc lại cái câu trên, trong chừng mực nào đó, chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam là không tránh khỏi, là sản vật tự nhiên của nền sản xuất nhỏ và trao đổi. Xin nhắc lại các bạn, chúng ta bỏ qua chủ nghĩa tư bản, mà tôi đi giảng ngoài, tôi cứ nói đây là nói ngoài, nói vui. Chúng ta bỏ qua hay là chúng ta bỏ qua? Tiếp quát con hay sao mà thầy cũng giật mình. Đây, các bạn thấy, chúng ta phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản, hướng nó vào chủ nghĩa tư bản nhà nước, là mắt xích trung gian, vân vân và vân vân. Thưa các bạn, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 lần đầu tiên thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần. Thừa nhận là một chuyện, đưa vào hiện thực để làm chuyện khác. Và người Việt có một câu, tôi hỏi Thúy An tí, cái câu ăn cố đi trước lội nước đi, lội nước theo sau nghĩa là thế nào? Tôi hỏi chung đấy, nhưng mà trước hết là ai trả lời được thì tốt, còn không có tôi hỏi An trước. Cố đi trước lội nước đi sau. Dạ em thưa thầy, có nghĩa là ăn cỗ là phải đi trước, bởi vì là khi mà đến trước thì cỗ nó còn nhiều ạ. Rồi. Còn nếu mà đi sau thì cỗ bà nó hết ạ, nó không còn tươm tất như lúc đầu nữa. Đúng rồi, đấy là chúng ta hiểu rất đúng. Nhưng mà đây khi tư duy về ngôn ngữ văn học nghệ thuật triết học thì người ta không nói thế. Ăn cỗ đi trước tức là xét về mặt lợi ích, đúng không? Lợi ích có đúng không? Vâng. Xét về mặt lợi ích, hoạt động của con người là hoạt động hướng tới lợi ích. Ăn cỗ phải đi trước lợi ích. Lội nước là sao? Lội nước ở đây là cách làm. Lội nước đi đằng sau. Bây giờ tôi thấy này, tôi thấy anh Thuận ấy đoạn đường này uống lột này, anh đi trước, nhỡ không may anh ngã lắng cổ liễu ở đấy rồi, anh ấy chơi chìm ở đấy, xe máy đi chìm rồi, tôi đi sau, tôi rút nghiệm, tôi không tránh vào đấy nữa. Đây là gọi là cách làm, phương pháp làm. Ăn cỗ thì phải đi trước xét lợi, lội nước tức là phương pháp, cách thức làm phải đi sau thì rút kinh nghiệm. Thưa các bạn, đi rút nghiệm ở đâu? Chủ nghĩa xã hội trên thực tế nó không còn, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ rồi, như vậy là không đi sau được nữa. Học ai? Học Trung Quốc? Không học được. Trung Quốc nó tuyên bố là xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, không có cái gì giống Việt Nam. Vậy chúng ta phải mày mò đi con đường của riêng mình. Đây là một cái thực tiễn đặt ra cho xin nói của bạn. Tôi sẽ cố gắng cho nó kết liễu cái chương này để hôm sau chúng ta học cái chương mấy. Sau đó chúng ta là hôm nay chúng ta là lớp nào đi nhỉ? Lớp A. Sau đó là tôi sẽ đi vào cái chương cuối cùng của tôi. Tất cả các lớp hầu như tôi giảng cái chương cuối cùng. Thế thì quan điểm của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là như thế nào? Thế, ông Lenin dạy rất nhiều cách. Ông Marx cũng chỉ thì ông Lenin có thực hiện nước Nga. Nhưng mà nước Nga cũng, sau này Hồ Chí Minh nói là nước Nga khác nước Đức, mà nước Đức thì khác nước Anh. Nước Anh không giống nước Pháp và Việt Nam như thế, cho nên không thể dập khuôn được. Nhưng chúng ta phải biết tiếp thu cái gì. Tôi nhắc lại các bạn, ở đời muôn sự là của chung, thành tựu khoa học dù tự nhiên xã hội đều là của chung nhân loại. Hơn nhau ở chỗ biết cách dùng mà. Hơn nhau ở chỗ biết cách dùng, cách sử dụng mà.
Thưa các bạn, nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ như thế nào? Thứ nhất là Việt Nam bước vào thời kỳ quá độ có những cái nét rất đặc thù. Ở đây tôi cũng nói luôn các bạn đi học chuyên khoa 1, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Có người thì hai con, cho nên con quấy chồng nó quấy. Có người thì một con, có người gia đình tạo điều kiện, thậm chí cơ quan tạo điều kiện. Cho nên ví dụ như tôi giảng ở Việt Trì đấy, học thì Sở Y tế hỗ trợ mỗi tháng mấy triệu mà. Đấy, cùng một nhà nước, nhưng có nơi người ta hỗ trợ cho các anh chị, có nơi người ta không cho các anh chị đi học. Thì vào, bước vào thời kỳ quá độ Việt Nam có những cái đặc thù rất riêng. Một, chúng ta lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chủ nghĩa tư bản trong cái gì? Trong cái nỗ lực chống đế quốc phong kiến, độc lập dân tộc năm 30-45 nha. Rồi năm 30-54. Thứ hai, chúng ta định xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một cái bối cảnh đất nước chia làm hai miền. Thưa các bạn, năm 4-75, về điểm này phải nói Việt Nam chúng ta tuyệt vời. Xin nói với các bạn, cái gì đúng chúng ta phải nói đúng, không tiếp cận. Nước Đức nhờ bức tường Berlin sụp đổ mới thành nước Đức thống nhất. Triều Tiên và Hàn Quốc hiện nay có đã giải quyết xong đâu. Việt Nam cùng lúc một đảng lãnh đạo hai miền với hai chiến lược khác nhau. Miền Bắc xây dựng vào thời kỳ quá độ, miền Nam của cách mạng của dân tộc mà chúng ta đã thành công. Cái điểm thứ ba, chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh có chiến tranh xâm lược hủy diệt trong Mỹ rồi Pháp, Mỹ nhá. Sau đó chiến tranh biên giới chúng ta biết là năm 79, năm 78, 79 chiến tranh biên giới đấy. Rồi chúng ta nói quân xâm lược bành trướng dã man đã dày xéo mình đất tiền phương mà lửa đã cháy máu đã đổ vân vân nhá. Thế thì con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là như thế nào? Một, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Tôi nhắc lại câu này Hồ Chí Minh nói với ai? Tôi hỏi nhờ anh Thuận hỏi nói với tôi tí. Khi bác đi công tác ở nước ngoài, bác nói một câu với ai và bác giao quyền chủ tịch nước cho ai? Bác nói một câu dĩ bất biến ứng vạn biến. Là bác nói câu này với ai? Là trong lúc ta ai trả lời tôi câu này như này? Quỳnh Thúc Hà. Rồi. Thế cái câu dĩ bất biến ứng vạn biến là cái gì? Nghĩa là thế nào? Dùng một phương pháp áp dụng cho nhiều tình huống ạ. Rồi, cảm ơn Thuận. Thực ra các bạn, đây ý kiến rất tốt của Thuận. Ngay từ đầu tôi nói các bạn rồi, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà Hồ Chí Minh khi đi công tác nước ngoài, bác đã giao quyền chủ tịch cho cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng hỏi rất nhiều thứ thì bác trả lời có 6 chữ thôi: dĩ bất biến ứng vạn biến. Mục tiêu không được thay đổi, nhưng để hoàn thành hiện thực hóa mục tiêu thì cách thức, phương pháp tiến hành phải ứng phó, ứng biến cho phù hợp. Người Việt các bạn không biết có nghe cái câu gọi là câu tục ngữ ca dao rất hay: muốn cô chị phải lụy cô em. Tôi đến tôi cưa cẩm cô chị, tôi lấy cô chị mà, nhưng mà cô em nó cản thì ta phải có phương pháp. Muốn cô chị phải lụy cô em, mục tiêu không được thay đổi nhá. Tôi nhắc lại câu chuyện con sóc ấy. Mục tiêu là tìm con sóc. Mục tiêu là anh Thuận bảo bà vợ của anh sang chở ông ngoại sang uống rượu, thì đi đường lại gặp cái cây bạn gái, thế là bảo tán băng chén tán cuội ra, thế là hết giờ quên mất cả bữa ăn. Không được thay đổi mục tiêu. Thứ hai, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ. Đây là những cái yếu tố. Cái thứ ba, đi lên chủ nghĩa xã hội hay xây dựng chủ nghĩa xã hội là khát vọng của chúng ta, là khát vọng, là thực tiễn đòi hỏi. Thế thì cái con đường mà đi lên chủ nghĩa xã hội chúng ta bỏ qua chủ nghĩa tư bản là thế nào thưa các bạn? Bỏ qua không có nghĩa là
trong các bạn xem cái chương trình hình bỏ qua đuổi hình bắt gì bắt chữ, bỏ qua đây không phải là gạt qua, và các bạn phải nhớ rồi cái gì bỏ qua và cái gì không được phép bỏ qua. Đây, bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ xuất tư bản và kết thúc từng tầng tư bản. Nhưng các bạn không được bỏ qua cái chỗ nào? Thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trình độ tổ chức quản lý, không bao giờ được bỏ qua. Tôi nhắc đi nhắc lại cái câu này, ở đời muôn sự là chung, thành tựu khoa học của nhân loại hơn nhau chỗ biết cách dùng mà thôi. Anh vận dụng nó như thế nào? Cái bài của tôi viết đây, nhưng mà anh lấy ý của tôi anh vận dụng như thế nào cho nó sáng tạo ra thành của anh, đấy là vấn đề. Anh nhá, bỏ qua, tôi xác định được một cái bỏ qua cái gì rồi. Thế thì cái phát triển của Việt Nam là loại phát triển rút ngắn. Rút ngắn ở đây không phải là xóa bỏ thực thể tư bản chủ nghĩa, không phải là xóa bỏ toàn bộ chủ nghĩa tư bản đạp đổ đi, mà gì khắc phục, vượt qua những cái ảnh hưởng như hậu quả trong một số lĩnh vực. Ví dụ như ảnh hưởng của nó về tư tưởng, về giáo dục, về đạo đức, về lối sống vân vân. Ở đây có một số cái nội dung này sau này thì tôi cũng xin nói luôn là trong cái phần làm cái ngân hàng câu hỏi qua thầy Phương bảo là thầy gửi cho em để em gửi cho lớp, thì trong cái phần ngân hàng câu hỏi thì tôi sẽ cung cấp cho chúng ta một số cái nội dung mà tôi nói thẳng không có trong giáo trình chính thống và nó nằm trong văn kiện đại hội 13, thì tôi sẽ gửi cho các bạn sau, các bạn sẽ học. Trước khi kết thúc cái chương này, tôi muốn đưa các bạn trở lại để tham khảo một cái bài thơ rất là vui, nhưng nó phản ánh đúng thực tiễn, phản ánh đúng cái tư duy của con người Việt Nam ở cái thời kỳ lịch sử đó. Năm 1969, các bạn biết lúc ấy chúng ta đang chiến tranh ác liệt đúng không? Sau Mùa Thân mà. Thì nhà thơ Trần Việt Phương, nhà thơ Việt Phương thực chất cái bí danh của ông là Việt Phương, như ông tên là Trần Quang Huy, có viết bài thơ Cuộc Đời Yêu Như Vợ Của Ta Ơi. Sau khi nhà thơ xuất bản, rất nhiều người phản ứng, cái lúc ấy tư duy nó tương đối cứng nhắc các bạn, vì nó có nhiều vấn đề nhạy cảm. Nhưng thời hiện đại bây giờ nó nhạy cảm thì cần phải dũng cảm, càng nhạy cảm càng dũng cảm đi vào. Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai còn sống nữa, rất ngây thơ. Mỹ, xin lỗi Trung Quốc, Trung Quốc và Việt Nam đều là đồng chí đấy chứ, đồng chí tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, vân vân. Nên nghĩ ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai còn sống nữa, buồn lắm. Tôi muốn nói các bạn nữ, các bạn nữ, bạn Hằng, bạn Quý, vân vân, các bạn nữ thôi, không được ngây thơ. Người Việt mình dạy thế này, gái năm con chưa hiểu hết lòng chồng, bây giờ có một hai con thì làm sao mà hiểu hết được. Cái sai lầm lớn nhất của phụ nữ, sai lầm có tính chất thời đại, phải nói thật với các bạn, là phụ nữ không biết làm đẹp. Không biết làm đẹp là sai lầm lớn nhất của phụ nữ. Tại sao? Vì nam giới đàn ông luôn luôn hướng ngoại. Hướng ngoại là hướng ra thế giới bên ngoài. Còn người phụ nữ sau khi có gia đình, toàn bộ tâm trí của mình hướng vào thế giới bên trong và gia đình. Cho nên cái gì cũng chắc chiêu cẩn thận. Có cái bộ quần áo cũ nào thì đi ngủ với chồng thì mang ra mặc. Quần áo mới thì để trong dương hòm. Cho nên tại sao người ta cứ bảo ở nhà thì chết lâm sàng, đi ra nhà nghỉ nó rộn ràng hát ca như thế. Tôi kể một câu chuyện rất thật các bạn ạ. Hai vợ chồng đi Mỹ về. Ông chồng tặng vợ hai bộ áo con, hai đôi áo con rất đẹp. Nhiều lần mở tủ ra vẫn thấy cô vợ cất đấy. Và cô vợ khi nào có điều kiện thì anh ta có nói không? Em ơi, mỗi ngày sống là một điều kiện. Và đến lúc cô này bị ung thư vú thì anh mới mang cái áo con ra của em ấy mặc vào. Thế các bạn thấy
sai lầm lớn nhất của phụ nữ là không biết làm đẹp. Tôi muốn nói với các bạn, ngày xưa tổ tiên mình đã biết làm cái điều đó rồi chứ. Bây giờ chúng ta phải biết làm, mà không biết làm mà cái gì cũng dành cho chồng, cái gì cũng hướng lên, là các bạn sai lầm đấy. Nam giới luôn luôn hướng ngoại, nó hướng về bên ngoài, về cái nó có đối tượng so sánh. Ví dụ ra ngoài sao nó cái mùi nó bắt mùi thế, nó quyến rũ thế, rồi nói nó nhẹ nhàng thế, về thì chưa thấy thịt đã thấy cái thớt rồi, vân vân và vân vân. Thứ hai, trong hàng ngũ của ta chỉ có chỗ yêu thương. Trời ơi, nhiều cô con gái lấy chồng xong kết hôn xong bảo là kết thúc của tình yêu, bắt đầu sống buông thả, sống bộc tịch, sống gọi là sống tùy tiện, chết rất sai lầm. Đã chọn đường đi không chẳng ai dừng ở giữa, mà tư khoa hơn cả thiên đường, ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ chỉ sĩ. Hình như đấy là niềm tin ý chí tự hào. Rồi cái gì nữa? Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, sự ngây thơ tuyệt vời và ngờ vạch làm sao. Thưa các bạn, ngây thơ là rất tốt, nhưng mà giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà cứ mãi ngây thơ, tức là ngày rốt mỗi lần ngã một lần bất dại, mà ngã muôn đời, ngã liên tục, thì thưa các bạn, thì không ai người ta thương. Người ta bảo đấy là cái rốt truyền thống, rốt gia truyền. Tôi nói các bạn còn một số vấn đề khác, nhưng mà thôi tôi đã nói rồi, tiết hai chúng ta không giải lao nữa, mà tôi muốn định hướng một số cái vấn đề thì tôi muốn nhắc lại các bạn. Đây là những vấn đề này thì sau này trong cái phần mà chuẩn bị cái nội dung cho chúng ta học cái ôn tập thì tôi đã chuẩn bị, sau này tôi gửi cho tất cả mọi người để cho các bạn, vì đây nó là trong văn kiện, trong nghị quyết, chúng ta thật sự không có điều kiện mà để tìm ở trong nghị quyết đâu. Bài hôm nay tôi dừng ở đây. Trước khi dừng đây, tôi theo nguyên tắc chung mà tôi yêu cầu mọi người giảng ấy, là trước khi kết thúc dành mấy phút để tương tác, các bạn trao đổi với tôi cái gì, có cái gì góp ý cho tôi không, vì tôi sẽ còn một buổi ở, chúng ta sẽ là ngày 16 đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta kết thúc ở đây, các bạn có cái gì cần góp ý, tôi cần trao đổi, cần cái gì đó chúng ta nói tóm lại, chúng ta cần có cái gì trao đổi đi. Ê, trong lớp này ai là thủ lĩnh đấy? Dạ em thưa thầy, lớp A là có hai chuyên ngành ạ, là chẩn đoán hình ảnh và ung thư ạ. Thế tức là phải có hai thủ lĩnh đúng không? Vâng ạ, nhưng mà dạ lớp trưởng hình ảnh của em thì anh ấy được miễn học ạ. Vâng, còn em là lớp phó ạ. Lớp phó nhưng mà là cấp trưởng. Vâng. Thế thì cấp phó thì có ý kiến gì không? Dạ, em thưa thầy là buổi học hôm nay thì em thấy là thầy giảng thì rất là thiết thực và bổ ích ạ. Và em cảm ơn thầy ạ. Tôi muốn nói các bạn, số điện thoại của tôi thì tôi cho các bạn, và các bạn bắt buộc các bạn phải liên hệ. Bởi vì lớp nào tôi cũng thấy tôi hỏi lại thật, học viên chả bao giờ hỏi số điện thoại. Để chúng ta có rất nhiều vấn đề cần phải trao đổi. Dạ, cho mỗi Gmail thì nhà trường gửi lịch học thì đều có kèm tên giảng viên và số điện thoại ở dưới luôn thầy ạ. Đấy, nhưng mà tôi nên nói cái hôm qua tôi giảng, tôi không biết anh nào lớp trưởng mà không có một người nào hỏi tôi, bởi vì hôm qua nó có một hiện tượng này, nó vào mạng nhưng mà buổi sáng có một số người không thoát ra, cho đến lúc vào không thể nào vào được. Thế thì tôi không biết cách nào khác, mà cuối cùng tôi lại phải gọi cho giáo vụ, tôi bảo em phải xem thế nào chứ, để tôi làm cái này tôi không trả được, thì người ta mới biết cái chuyện. Thế thì anh Phương anh này bảo thầy ơi, em cứ tưởng các lớp buổi giảng đầu tiên lớp trưởng phải liên hệ với thầy chứ, mà không. Đấy các bạn ơi, vì thôi đây tôi muốn nhắc các bạn để lưu ý về nghe. Thế tôi hỏi các bạn có cái gì cần nói nữa không? Có cái gì cần trao đổi nữa không?